Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm chương 566, Biến số 1 Trương Dương chở Cung Kỳ Vĩ tới dưới nhà Y, vừa hay nhìn thấy hai mẹ con Dương Ninh cùng nhau đi ra, Trương Dương cười nói, mau về đi, chị ra ngoài tìm anh rồi kìa. Cung Kỳ Vĩ cười cười, nhìn bóng dáng của vợ và con gái ở xa xa, trong lòng dâng lên một tia ái náy, tâm tình của Y không tốt ra ngoài giải sâu, nhưng lại không nghĩ tới cảm thụ của người nhà, chắc hẳn trong khoảng thời gian Y rời khỏi nhà. Người nhà nhất định không an tâm, Cung Kỳ Vĩ đẩy cửa xe bước xuống. Trương Dương cũng xuống xe cười nói với Dương Ninh, "Chị, ra đón thị trưởng Cung à." Dương Ninh dịu dàng cười nói, "Không phải, tôi dẫn Nhã Ninh ra ngoài tản bộ." Trương Dương vừa nghe đã biết là lấy cớ, hắn cũng không cần thiết phải vạch trần, cười cười, từ biệt gia đình Cung Kỳ Vĩ rồi xoay người lên xe lái đi. Cung Kỳ Vĩ đi tới bên cạnh vợ con, Nhã Ninh đi lên ôm cánh tay cha hai mẹ con đều ngửi thấy mùi rượu trên người y dương ninh nói uống rượu hại người anh không còn trẻ nữa rồi cung kỳ vĩ cười nói trong đội ngũ cán bộ anh vẫn thuộc dạng trẻ tuổi mắt cung nhã hình hơi đỏ lên cha sau này đừng không nói tiếng nào mà đi ra ngoài nữa con và mẹ đều rất lo lắng cho cha cung kỳ vĩ vươn tay ra véo cái má phính của con gái giang hai tay ra một tay ôm eo vợ một tay ôm vai con gái dương ninh có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng dẫy ra, nói anh không sợ bị người khác nhìn thấy à. Cung kỳ vĩ cười ha ha nói, không sợ, chỉ cần ngay thẳng thì anh chẳng sợ gì. Ở trong trí nhớ của hạ bá đạt, từ quang nhiên rất ít khi nói chuyện riêng với mình, sáng sớm hôm nay từ quang nhiên đã tìm tới mình, không chỉ như thế, bí thư từ còn biểu hiện ra sự khiêm tốn hiếm thấy, lão hạ, anh đối với sự phát triển của cảng nước sâu thấy thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Hạ bá đạt mỉm cười nói, rất tốt, trong lòng không khỏi hoài nghi động cơ của từ quang nhiên, cho tới nay từ quang nhiên đều muốn bài xích y ra khỏi công trình cảng nước sâu, sợ mình nhúng tay vào sẽ làm mỏng đi chính thích của y. Hôm nay không ngờ lại chủ động tìm y nhắc đến chuyện cảng nước sâu, hạ bá đạt nhất thời ngửi được một tia không khí bất thường, chẳng lẽ từ quang nhiên trên việc xử lý cảng nước sâu đã bị tỉnh lý phát giác ra rồi ư? Lời nói kế tiếp của từ quang nhiên dần dần chứng thực suy đoán của hạ bá đạt. Từ quang nhiên thở dài nói, hạng mục cảng nước sâu từ khi được phê duyệt tới khởi động vẫn đều là thường lăng không phụ trách. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, tỉnh Lý điều hắn đến Lam Sơn đảm nhiệm trước thị trường, một sạp hàng lớn như vậy, thật là khó thu thập. Hạ bá đạt cười nhạt nói, Trần Hạo không phải đang làm rất tốt ư. Từ quang nhiên nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói thật lòng, năng lực của Trần Hạo so với thường lăng không thì vẫn còn kém xa, Hạ Bá Đạt tuy rằng rất phản cảm đối với Từ Quang Nhiên, nhưng những lời này Y cũng công nhận năng lực của Thường Lăng không rất mạnh. Chính bởi vì vậy, sau khi Y tới Nam Tích ở các phương diện thậm chí quyền lực còn không bằng Phó Thị Trường Thường Vụ Thường Lăng không. Một mặt là vì có Từ Quang Nhiên làm chỗ dựa, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là bởi vì năng lực cá nhân của Thường Lăng không. Hạ Bá Đạt nói, Trần Hạo vừa mới nhận công tác quản lý cảng nước sâu, dù sao cũng phải có quá trình thích ứng những người làm lãnh đạo như chúng ta nên kiên nhẫn hơn một chút. Từ Quang Nhiên nói, anh thấy cung kỳ vĩ thế nào? Hạ bá đạt đối với Từ Quang Nhiên càng thêm cảnh giác, ngày hôm qua Từ Quang Nhiên mới giáo huấn cung kỳ vĩ, hôm nay liền tới đây trưng cầu ý kiến của mình, y rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ hiểm vẫn chưa đủ ác với cung kỳ vĩ, tính đá thêm một cước nữa ư? Hạ bá đạt nói, sự nhiệt tình của đồng chí kỳ vĩ đối với công tác vẫn rất cao. Từ Quang Nhiên nói: Tôi tính để Trần Hạo đi phụ trách công tác thể dục thể thao. Cung kỳ vĩ so với Trần Hạo thì trẻ tuổi hơn, cũng có sung động hơn. Lão Hạ à, có phải nên để anh ta ở cảng nước sâu thì thích hợp hơn không? Hạ Bá Đạt không nói gì, làm vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra y là đang chờ câu tiếp theo của Từ Quang Nhiên. Từ Quang Nhiên mắng thầm Hạ Bá Đạt đúng là một lão hồ ly, y thậm chí ngay cả ý kiến cũng lười phát biểu. Hạ Bá Đạt trong lòng thầm nghĩ: Từ Quang Nhiên à, Từ Quang Nhiên ông nhất định là gặp phiền toái, vào những lúc như thế này muốn kéo tôi vào vũng nước đục ư, tôi mắc lừa mới lạ đó. Từ quang nhiên nói, lão hạ à, anh thấy phân công như vậy thế nào? Hạ bá đạt ậm ư nói, trước mắt không phải đang bàn đầu tư kỳ hai với tập đoàn tinh nguyệt ư. Lâm trận đổi tướng hình như không tốt lắm đâu. Từ quang nhiên nói, ngày hôm qua công kỳ vĩ tìm tôi nói chuyện về cảng nước sâu, tôi cảm thấy suy nghĩ của anh ta rất có sáng ý, đối với cán bộ có nhiệt tình có ý tưởng như vậy, chúng ta nên cấp cho họ sự ủng hộ nhất định. Hạ bá đạt thầm nghĩ, đá hắn cũng là ông, tân bốc hắn cũng là ông, có trời mới biết mục đích hiện tại của ông có phải là muốn đá hắn thêm một cú thâm hơn nữa hay không? Chuyện này có liên quan gì tới tôi? Tôi làm xây dựng thị chính của tôi, cảng nước sâu căn bản chính là một cảng nước đục, hiện tại bị ông làm thành hỏng bét, trước kia ông sợ tôi chia chính tích của ông nên không cho tôi đụng vào, hiện tại gặp phiền toái, lại tới trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi trả thèm. Hạ Bá Đạt nói, tôi đồng ý với quyết định của bí thư Từ. Từ Quang Nhiên sở dĩ tìm đến Hạ Bá Đạt, nguyên nhân chủ yếu là y đang tại hoài nghi, trên sự kiện cung kỳ vĩ, Hạ Bá Đạt mang tới tác dụng thúc đẩy nhất định, đừng nhìn Hạ Bá Đạt ở mặt ngoài thì hòa hợp êm thấm, nhưng thằng cha này trước giờ đều là một lão bánh quẩy trên chính trị, ở bên cạnh Cố Doãn chi nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học được một số tinh túy trên chính trị của bí thư Cố, Từ Quang Nhiên sớm đã biết Hạ Bá Đạt bất mãn đối với y nhưng ở Nam Tích, mình chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạ bá đạt hắn chỉ là một giang long, rồng qua sông ở đây cũng không thể không cúi đầu nhún nhường, đổi lại là ai ở trên vị trí của hạ bá đạt cũng sẽ không cam tâm, nhưng hạ bá đạt này rất biết công phu ngoài mặt, mỗi lần gặp từ quang nhiên đều tươi cười, khi đối diện với y đều như bạn bè nhiều năm, người không hiểu tuyệt đối không đoán ra được sự oán hận ở sâu trong nội tâm của hạ bá đạt. Tất cả đều bắt đầu từ khi Trương Dương tới Nam Tích, thằng ôn này tới đây giống như là để đối nghịch với mình. Từ Quang Nhiên ban đầu cho rằng Trương Dương là một quân cờ của Hạ Bá Đạt, nhưng theo thời gian trôi qua, y phát hiện Hạ Bá Đạt không nắm được Trương Dương trong tay, biểu hiện của Trương Dương ở Nam Tích như là theo hứng mà làm. Sau khi chuyện của Cung Kỳ Vĩ kinh động tới tỉnh lý, Từ Quang Nhiên đối với rất nhiều chuyện đã nhìn rõ ràng hơn, thực sự bất mãn đối với y là tỉnh lý, Bí thư tỉnh Kiều đối với tình trạng trước mắt của thành phố Nam Tích rất bất mãn, cho nên mới việc điều nhiệm của Thường Lăng không cho nên mới có chuyện ủng hộ cung kỳ vĩ. Nhưng hiện tại từ quang nhiên vẫn không nghĩ ra được sau lưng Trương Dương có ai chống lưng, không ai nghĩ rằng bí thư tỉnh Kiều lại cố ý an bài một cán bộ cấp phó ban tới Nam Tích gây sóng gió. Từ quang nhiên trở lại văn phòng, phó thị trưởng thường vụ Trần Hảo đã ở bên trong đợi y, Trần Hảo cũng không rõ nguyên nhân mà bí thư từ từ sáng đã gọi gã tới văn phòng, còn tưởng rằng bí thư từ là muốn cường điệu chuyện hôm nay ký hợp đồng với tập đoàn Tinh Nguyệt. Từ Quang Nhiên cũng không có ý giấu giếm gì ở trước mặt Trần Hạo, đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Hạo, trải qua sự nghiên cứu của ban lãnh đạo chúng ta, cho rằng việc cấp bách của Nam Tích chính là nghênh đón vận hội tỉnh sắp đến, cho nên quyết định từ hôm nay trở đi để anh phân quản công tác thể dục thể thao Nam Tích. Trần Hạo ngây ra một thoáng, gã rõ ràng không thể hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của Từ Quang Nhiên, vẻ mặt đau khổ nói, bí thư từ, một cảng nước sâu đã khiến cho tôi sức cùng lực kiệt rồi, Hiện tại ngài đưa công tác thể dục thể thao cho tôi nắm, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi thật sự là hữu tâm vô lực. Gã cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua Từ Quang Nhiên còn định giao công tác thể dục thể thao cho Vương Hải Ba, sao sau một đêm liền thay đổi rồi. Từ Quang Nhiên nói, Trần Hạo à, anh chưa nghe rõ rồi, ý của tôi là về sau nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là phụ trách công tác thể dục thể thao, phụ trách thực hiện vận hội tỉnh, chuyện cảng nước sâu giao cho người khác làm. Trần Hạo lúc này triệt để ngây ra, mắt trợn trừng lên, gã không hiểu, bí thư từ đây là làm sao vậy? Sao vòng một vòng lại tới đầu mình, mình khó khăn lắm mới khiến cho cảng nước sâu có một chút khởi sắc, y ở đây liền vừa nhấc chân đá mình ra khỏi bàn cờ, Trần Hạo nói, giao cho ai? Từ quang nhiên nói, trải qua nghiên cứu của ban lãnh đạo, mọi người vẫn thấy đồng chí cung kỳ vĩ có vẻ thích hợp hơn. chương 566, biến số 2. Trần Hạo trong lòng ủy khuất vô cùng, gã thiếu chút nữa thì rơi nước mắt con mẹ nó thế này không phải là chơi người ta à bí thư từ à bí thư từ lòng vòng cả nửa ngày hóa ra là ông muốn chỉnh tôi nghiên cứu của lãnh đạo ư tôi con mẹ nó không phải là lãnh đạo à ông nghiên cứu với ai cuộc họp thường ủy tôi không bỏ sót lần nào sao không nghe ông nhắc tới thường lăng không đi rồi ông giao cảng nước sâu cho tôi tôi cẩn trọng cúc cung tận tụy vì cảng nước sâu tôi đến một ngày ngủ ngon cũng không có Tôi con mẹ nó không có công lao cũng có khổ lao, ông lúc này nói một câu nghiên cứu của lãnh đạo liền đá tôi đi, có phải rất tuyệt tình hay không? Từ quang nhiên đương nhiên có thể nhìn ra sự ủy khuất của Trần Hạo, y cũng biết trong lòng Trần Hạo nghĩ gì, thở dài nói, tiểu Trần à, tỉnh lý gọi điện thoại tới, bí thư kiều rất chú ý tới đồng chí cung kỳ vĩ. Những lời này chẳng khác nào đổ hết tất cả trách nhiệm lên cấp trên, dụng ý là thổ lộ với Trần Hạo rằng tỉnh lý lên tiếng, tôi cũng bất lực. Trần Hạo giờ mới hiểu được, gã cúi đầu, tựa như một con gà chống bại trận, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói, bí thư từ, tôi không phục. Từ quang nhiên đi tới bên cạnh Trần Hạo, võ vai gã, không có chuyện dưới chân ai lúc nào cũng bằng phẳng cả, trên sĩ đồ nhấp nhô gập gành là điều khó tránh khỏi. Thật ra ý nghĩa của vận hội tỉnh lần này tuyệt không nhỏ hơn so với cảng nước sâu, trọng trách này cũng không nhẹ đâu. Trần Hạo nghĩ thầm, có thể so sánh được ư. Vận hội tỉnh chính là một đại hoạt động giải trí toàn dân, Đối đa chỉ mang thêm chút ý nghĩa chính trị, làm tốt cũng không gia tăng thêm được bao nhiêu chính tích, làm hỏng thì chỉ sợ sẽ bị cả nghìn người của tỉnh Bình Hải chỉ trích, cả nước sâu thì khác, sau khi xây thành có lợi cho cả đời sau, lợi ích chính trị mang đến có thể hưởng thụ cả đời không hết. Gã lúc này mới nhớ tới một chuyện, bí thư tử, tôi nghe nói cung kỳ vĩ hai ngày trước tới tỉnh Lý, còn được bí thư tỉnh ủy kiều tiếp kiến nữa. Từ quang nhiên thở dài một hơi, những lời này của Trần Hạo nói quá muộn, xem ra cung kỳ vĩ là tên không an phận không ngờ vòng qua mình trực tiếp tới chỗ kiều trấn lương phản ánh tình huống lúc này mới trôn xuống phục bút hôm nay khiến y bất lực là cung kỳ vĩ không biết là đã lợi dụng cái gì để hấp dẫn kiều trấn lương không ngờ lại đạt được sự thưởng thức của vị bí thư tỉnh ủy này trần hạo nói không ngờ người này lại ti bỉ như vậy chỉ biết làm những trò mèo từ quang nhiên lại vỗ vai gã nói giữa cái đồng chí phải hợp tác tốt trăm ngàn lần đừng vì chút việc nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn. Anh là phó thị trưởng thường vụ, rất nhiều công tác của thành phố Nam Tích đang đợi anh đi làm. Những lời này chẳng khác nào cho Trần Hạo một viên thuốc an thần, gã vẫn phó thị trưởng thường vụ, trong phó thị trưởng gã là người số một, chỉ là phân công điều chỉnh mà thôi, không hề dáng cấp gã. Trần Hạo nói, bí thư tử, ông yên tâm đi, bất kể là bảo tôi làm công tác gì, tôi đều sẽ làm hết sức, tôi làm cán bộ không phải vì ham quan chức, mà là muốn tận hết khả năng làm việc cho nhân dân, làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thực tế. Từ Quang Nhiên vui mừng gật đầu, Trần Hạo tuy rằng năng lực hơi kém một chút, nhưng người này rất nghe lời, đối với y mà nói, một bộ hạ nghe lời so với một bộ hạ có năng lực thì được người ta yêu thích hơn. Khi hai người đang nói chuyện phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ cũng tới, bởi vì Từ Quang Nhiên trước đó đã phân phó, chỉ cần Cung Kỳ Vĩ tới thì cho y vào, cho nên Cung Kỳ Vĩ và Trần Hạo đối mặt nhau. Trần Hạo nhìn thấy Cung Kỳ Vĩ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, tuy rằng Cung Kỳ Vĩ mỉm cười chào hỏi gã, nhưng gã cảm thấy trong nụ cười của Cung Kỳ Vĩ tràn ngập sự châm chọc đối với gã, rất lạnh lùng ư một tiếng, đứng dậy cáo từ Từ Quang Nhiên, "Bí thư Từ, tôi đi đây." Từ Quang Nhiên biết trong lòng Trần Hạo khó chịu, cũng không giữ gã lại, vốn y còn muốn để Trần Hạo và Cung Kỳ Vĩ ở trước mặt nhau bàn giao công tác một chút. Trần Hạo đi rồi, Từ Quang Nhiên gật đầu với Cung Kỳ Vĩ xoay người quay trở lại bàn làm việc cung kỳ vĩ theo bản năng nhìn vào mặt đất ở phía trước ngày hôm qua bí thư từ ở trước mặt y ném vỡ cốc hiện giờ tất cả đều khôi phục thái độ bình thường trên mặt từ quang nhiên cũng không thấy bất kỳ vẻ giận dữ nào nhưng cung kỳ vĩ có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự lạnh lùng phát ra từ nội tâm từ quang nhiên y cũng hiểu rõ lần này bí thư kiều can thiệp vào chính sự của nam thích từ quang nhiên đã hoàn toàn coi y ở phe đối lập có điều cung kỳ vĩ từ thời khắc đề xuất đề nghị đó với từ quang nhiên, đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón bất kỳ mưa gió nào. Từ quang nhiên nói, kỳ vĩ à, bí thư tỉnh ủy kiều rất thưởng thức đề nghị của anh đó. Khi nói những lời này, môi của y tựa hồ như cố làm ra động tác mỉm cười, nhưng biểu hiện ở trên mặt y vẫn là cười lạnh. Cung kỳ vĩ thẳng thắn nói, hai ngày trước tôi tới tỉnh Lý, vừa hay gặp mặt bí thư kiều, ông ta hỏi tình huống cảng nước sâu, vì thế tôi liền đem quan điểm của mình nói ra. Từ quang nhiên gật đầu, tốt lắm, nếu tất cả cán bộ chúng ta đều có thể giống như anh, sự câu thông giữa lãnh đạo và chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Cung kỳ vĩ nghe ra sự trào phúng trong lời nói của từ quang nhiên đối với mình, y cười cười, bí thư từ, thật ra câu thông với lãnh đạo và câu thông với quần chúng đều quan trọng, làm cán bộ phải có được sự thấu hiểu của người dân và phải có được sự ủng hộ của lãnh đạo, chỉ có như vậy mới có thể làm tốt công tác. Từ quang nhiên trong lòng thầm tức giận, Cung kỳ vĩ này thật sự là càn dỡ, không ngờ lại còn giáo huấn mình. Y cũng không muốn nói những lời vô nghĩa với cung kỳ vĩ, lạnh lùng nói, đồng chí kỳ vĩ, trải qua sự thảo luận của tổ chức, chúng tôi cho rằng dưới tình huống phức tạp trước mặt, giao quyền chỉ huy xây dựng cảng nước sâu cho anh là có vẻ phù hợp với thực tế. Anh có nguyện ý nhận trọng trách này hay không? Tôi nguyện ý. Cung kỳ vĩ chỉ nói ba chữ, nhưng như chém đinh chặt sát, rất có khí phách. Từ Quang Nhiên nhìn cung kỳ vĩ lòng đầy niềm tin. Trong lòng không khỏi cười lạnh, lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách, nhận gánh nặng này, đồng thời thì có nghĩa là tiếp nhận trách nhiệm tương đương, làm được thì anh là công thần, không làm được thì anh sẽ bị trách nhiệm đè bẹp, không chỉ như vậy, anh từ nay về sau trên Sĩ Đồ sẽ thất bại thảm hại, chọn đời không thể lật mình, bí thư Kiều tràn ngập hy vọng đối với anh, nhưng khi sự hy vọng của ông ta biến thành thất vọng, tôi không tin ông ta sẽ vẫn đối với anh như bây giờ. Thay đổi phân công lần này của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích rất đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, điều này khiến cho các thường ủy đều cảm thấy trở tay không kịp, càng đừng nói tới những người khác. Buổi sáng hôm ấy Phạm Tư Kỳ, tổng tài của tập đoàn Tinh Nguyệt và trợ lý lâm bội bội của cô ta vốn định ở phòng họp số 3 của chính phủ thành phố Nam Tích ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất sân thể dục cũ, đã đến đây trước 5 phút đồng hồ. Phạm Tư Kỳ trước mắt vẫn chưa biết người phụ trách xây dựng công trình cảng nước sâu đã đổi chủ, trên mặt cô ta vẫn mang theo vẻ tươi cười, hôm nay là ngày lành, không mất một xu một hào mà lấy được khối đất sân thể dục, chẳng những giảm bớt sự đầu tư mạo hiểm của tinh nguyệt ở Nam Tích. Hơn nữa một kích tuyệt đẹp này có thể chặn được hỏng đám lão thần thử đó, nguy cơ mất tín nhiệm của cô ta ở bên trong tinh nguyệt cũng có thể được giải trừ tạm thời. Sinh ý chính là sinh ý, vô luận anh phải đối mặt là cá nhân hay là chính phủ, đều phải nắm chắc tất cả cơ hội, không buông tha bất kỳ cơ hội để có kè mặc cả nào, tận khả năng đạt được lợi ích lớn nhất, đây mới là một thương giả chân chính. Thời gian đã quá 2 phút rồi, trong ấn tượng của Phạm Tư Kỳ, Trần Hạo rất ít khi đến muộn, Lâm Bội Bội ở bên cạnh nhìn đồng hồ, thấp giọng nói với Phạm Tư Kỳ, "Phạm tổng, đã muộn 2 phút rồi." Phạm Tư Kỳ cười cười, cũng không nói gì, cô ta cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm, cô ta có thể tưởng tượng được vẻ chán nản của đám lãnh đạo thành phố Nam Tích lúc này, trong đàm phán xoay quanh cảng nước sâu, cô ta đã hoàn toàn chiếm được thượng phong, cô ta cảm giác mình tựa như một người thắng cuộc chờ đợi thư đầu hàng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã muộn 10 phút rồi, vẫn không thấy người tới đây, trong lòng Phạm Tư Kỳ bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, theo lý thì không thể nào muộn lâu như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bội bội mất kiên nhẫn trước, thấp giọng nói, bọn họ rất không lịch sự. Phạm Tư Kỳ thấp giọng nói, chờ một chút đi. Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra, phó thị trưởng Cung Kỳ vĩ tươi cười bước vào. Phạm Tư Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Cô ta không quen với Cung Kỳ Vĩ, cho tới nay người tiếp xúc nhiều nhất là phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo, không biết Trần Hạo vì sao không tới. Cung Kỳ Vĩ đi tới đối diện Phạm Tư Kỳ rồi ngồi xuống, mỉm cười tự giới thiệu, "Chào Phạm tổng, tôi là phó thị trưởng thành phố Nam Tích Cung Kỳ Vĩ, từ hôm nay trở đi tôi tiếp nhận phụ trách toàn diện công tác cảng nước sâu từ thị trưởng Trần." Chương 566, biến số 3. Hai hàng lông mày của Phạm Tư Kỳ nhíu chặt lại, tất cả thay đổi quá đột nhiên khiến cô ta có cảm giác trở tay không kịp, thành phố Nam Tích vào lúc mấu chốt lại lâm trận đổi tướng, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ trên khu đất sân thể dục xuất hiện biến số? Phạm Tư Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tình tự nội tâm một chút, mỉm cười vươn tay về phía cung kỳ vĩ, chào thị trưởng cung, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cung kỳ vĩ cười nói, Phạm Tiểu Thư là nhà đầu tư, tôi đại biểu cho chính phủ thành phố Nam Tích, chỉ cần chúng ta đôi bên cùng có lợi, hiểu nhau, Hợp tác vui vẻ nhất định không bất kỳ vấn đề gì. Phạm Tư Kỳ nói, nếu thị trưởng Cung đã tiếp quản công tác cảng nước sâu, vậy hôm nay tôi cùng với ngài ký hợp đồng. Cung Kỳ Vĩ mỉm cười nói, tôi vừa mới tiếp nhận công tác cảng nước sâu, chuyện ký hợp đồng có thể phải hoãn lại vài ngày, Phạm tổng sẽ không có ý kiến gì chứ? Phạm Tư Kỳ nói, chuyện này không phải thị lý đã quyết định rồi ư? Vì sao còn muốn hoãn lại? Cung Kỳ Vĩ mỉm cười hỏi ngược lại, đầu tư kỳ 2 của tinh nguyệt sớm đã được viết rõ ràng trong hợp đồng, vì sao lại hoãn lại? Phạm Tư Kỳ nói, bên trong tập đoàn của chúng tôi đã xảy ra một số vấn đề, hơn nữa trước đó đã thông báo cho Quý Phương, sau khi giải quyết cái vấn đề bên trong, ngay lập tức sẽ tới Nam Tích trao đổi công tác đầu tư kỳ 2. Đối với tổn thất do tài chính chậm chế tạo thành chúng tôi sẽ gánh vác toàn bộ, thị trường cung đối với câu giải thích của tôi đã hài lòng chưa? Cung Kỳ Vĩ vẫn tươi cười nói, "Phạm tổng, hôm nay chỉ là hẹn ký hợp đồng, không phải là hợp đồng đã được ký, tôi hiện tại tự mình tới giải thích với cô, là biểu hiện thành ý của bên tôi, hy vọng Phạm tổng cho tôi vài ngày thời gian." Lâm Bội Bội không nhịn được bèn nói, "Nhưng thời gian là của chúng tôi rất quý giá, không thể bởi vì nguyên nhân của các ông mà lãng phí mãi như vậy được." Cung Kỳ Vĩ mỉm cười nhìn Lâm Bội Bội nói, "Vị này là." Phạm Tư Kỳ nói, "Cô ta là trợ lý của tôi." khi nói câu này cô ta có chút oán trách nhìn lâm bội bội trách cứ cô ta không nên lên tiếng vào những lúc như thế này cung kỳ vĩ cười nói nền dân chủ của singapore coi như tôi đã được kiến thức rồi y đứng lên hiển nhiên không có hứng thú tiếp tục giải thích của phạm tư kỳ phạm tổng tôi còn phải mở một cuộc họp thứ cho không bồi tiếp được phạm tư kỳ và lâm bội bội quay lại xe của mình lâm bội bội tức giận nói cung kỳ vĩ này hống hách thật hắn hình như là đặc biệt đến để đối nghịch với chúng ta thật không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu. Nếu chúng ta bỏ dở đầu tư, cảng nước sâu của bọn họ sẽ biến thành cảng nước thối. Phạm Tư Kỳ nói, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ như rất vững tâm. Lâm bội bội nói, chẳng lẽ tìm được nguồn tài chính khác? Phạm Tư Kỳ lắc đầu nói, cái này thì không rõ. Cô ta nghĩ nghĩ một chút rồi nói, lái xe, tới Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích. Mục đích Phạm Tư Kỳ đến Ủy ban Thể dục Thể thao là để gặp Trương Dương, Trương Dương vừa mới nghe xong báo cáo tiến độ công trình trung tâm thể dục mới, lúc này đang gọi điện thoại về nhà, cách vài ngày lại phải gọi báo Bình An về nhà, thuận tiện mời mẹ đến đây chơi. Từ Lập Hoa là một người không thích ra khỏi nhà, ngay cả Trương Dương mời bà ta năm nay đến Nam Thích đón Tết cũng cự tuyệt. Dù sao trong nhà có nhiều người như vậy, bà ta không đi được. Trương Dương nghe thấy mẹ không muốn tới đây, chỉ đành bảo mình Tết âm lịch sẽ về Giang Thành. Phạm Tư Kỳ gõ cửa phòng Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thấy phạm tư kỳ thì không khỏi bật cười phạm tiểu thư không chỉ có phạm tư kỳ đến lâm bội bội cũng đi sau cô ta phạm tư kỳ mỉm cười nói chủ nhiệm trương nhìn thấy vết thương trên mặt trương dương cô ta có chút kinh ngạc nói sao vậy anh đánh anh thành thế nào trương dương cười nói người dám đánh tôi còn chưa xuất hiện trên đời đâu tôi hôm qua uống say nên bị ngã thằng ôn này cũng biết lấy cớ lấp liếm Lâm bội bội nhìn thấy bộ dạng mặt mũi bầm dập của Trương Dương thì không khỏi bật cười, nụ cười như hoa, Trương Đại Quan Nhân nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ, cô bé Singapore này bộ dạng cũng không tồi. Phạm Tư Kỳ thấy Trương Dương nhìn Lâm bội bội chầm chầm, trong lòng có chút không vui, ho khan hai tiếng, Trương Đại Quan Nhân lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội vàng nói, mời ngồi, mời ngồi. Phạm Tư Kỳ và Lâm bội bội ngồi xuống salon, Trương Dương đứng dậy cầm hai nước khoáng đưa cho hai cô, mỉm cười nói, hôm nay tới tìm tôi là vì tình bạn hay là vì bàn sinh ý. Phạm Tư Kỳ nói, cả hai. Trương Đại Quan Nhân đã nghe nói chuyện cung kỳ vĩ tạm hoạn việc ký hợp đồng khu đất sân thể dục, cũng Phạm Tư Kỳ lần này tới có 8 chính phần 10 là vì chuyện này. Cô ý nói, vậy bàn sinh ý trước hay là tình bạn trước? Phạm Tư Kỳ nói, chủ nhiệm Trương, anh và thị trưởng cung có quen thân hay không? Trương Dương nói, quan hệ thượng cấp hạ cấp, anh ta trước đây là lãnh đạo phân quản của tôi. Phạm Tư Kỳ thở dài một hơi, nói, hiện tại Thị Lý đã giao quyền chỉ huy xây dựng cảng nước sâu cho anh ta. Trương Dương gật đầu nói, tôi cũng có nghe nói, trong lòng lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa, Phạm Tư Kỳ xem ra là chạm phải cái đinh ở chỗ cung kỳ vĩ, cho nên mới tìm đến mình. Phạm Tư Kỳ nói, vốn Thị Lý đã định nhượng lại khu đất sân thể dục cho chúng tôi, hẹn hôm nay ký hợp đồng, nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Trương Dương cười nói, tôi không phải là con sâu trong bụng ông ta, người ta là lãnh đạo, người ta nghĩ gì tôi làm sao mà biết được, người ta làm gì tôi cũng không quản được. Phạm Tư Kỳ nói, tôi vẫn chưa cầu anh giúp đỡ mà anh đã vội vàng từ chối rồi, chủ nhiệm Trương, anh trước đây hình như không phải là người như vậy. Trương Dương cười nói, con người luôn sẽ thay đổi, trước đây chúng ta có chung mục tiêu, nhưng hiện tại thì khác rồi, cô từ Singapore xa xôi đến, tôi sợ chiêu đãi không chu toàn. Nhưng không ngờ Phạm Tiểu thư lại có chú ý với sân thể dục của ủy ban thể dục thể thao chúng tôi. Hắn tuy rằng là vừa cười vừa nói, nhưng trong lời nói lại toát ra ý tứ trách cứ. Phạm Tư kỳ cười nói, chuyện này tại tôi không nói rõ, chủ nhiệm Trương, đây là sơ suất của tôi. Trương Dương mỉm cười nói, Phạm Tiểu thư, không phải tôi trách cô, chuyện này cô quả thực là chẳng ra làm sao cả, cô luôn miệng nói coi tôi là bạn, hiện tại lại muốn lấy đất của tôi đi không ngờ ngay cả nói với tôi một tiếng cũng không nói, xem ra trong mắt cô căn bản không có người bạn như tôi. Trương Dương là người trọng tình cảm, vô luận là tình thân, tình yêu, tình bạn hắn đều coi trọng, nhưng khi người khác không coi tình cảm của hắn vào đâu, Trương Đại Quan Nhân cũng tuyệt không khách khí, Phạm Tư Kỳ có thể làm một thì hắn có thể làm 15. Phạm Tư Kỳ nói, thật ra tôi cũng là vì khai phá Nam Tích, vì giúp phát triển kinh tế Nam Tích. Trương Dương cười nói, Phạm tiểu thư cô đình nói bản thân một cách cao thượng như vậy hoạt lôi phong người làm việc tốt không vụ lợi có hay không có nhưng đó là ở trung quốc không phải ở singapore hiện giờ trong hơn tỷ người trung quốc không tìm được vài ba hoạt lôi phong càng đừng nói tới ở cái nơi nhỏ xíu như nước của các cô cô là người làm sinh ý mục đích của sinh ý là gì còn không phải là vì doanh thu ư cô không thể làm được tới mức vô tư phụng hiến đâu mà cho dù là tôi tin thì bản thân cô có tin không Mặt của Phạm Tư Kỳ có chút nóng bừng, Trương Dương này đúng là không cho người ta chút mặt mũi nào. Cô ta cắn cắn môi đang định lên tiếng thì Lâm bội bội ở bên cạnh có chút không nhịn được. Cô ta giận dữ nói Trương Dương, anh nói thế là sao? Có biết tôn trọng phụ nữ không? Trương Dương nói, tôn trọng, tôi hiểu nhất là tôn trọng phụ nữ đấy. Tôi vẫn coi các cô là bạn bè, nhưng các cô có thể tách rạch giỏi sinh ý và tình bạn ra như vậy. Tôi cũng nên vạch rõ công tác và tình bạn. Trên công tác tôi phải ăn ngay nói thật, nếu thấy không thuận tai, các cô có thể không nghe, nhưng có những lời tôi không thể không nói. Lâm Bội Bội đang định lên tiếng tiếp thì Phạm Tư Kỳ nói, Bội Bội, cô ra ngoài trước đi, ở trong xe chờ tôi. Lâm Bội Bội cắn cắn môi, ấm ước bỏ đi. Lâm Bội Bội đi rồi, Phạm Tư Kỳ nói, Trương Dương, tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm đối với tôi, đối với tập đoàn Tinh Nguyệt rồi. Trương Dương nói, không có hiểu lầm gì cả, Phạm Tiểu Thư tuy rằng cũng là người hoa tóc đen, mắt đen, da vàng giống chúng tôi, nhưng cô là người Singapore, chúng tôi là người Trung Quốc, cô đã từng nghe thấy câu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta thì ta tất phạm người chưa? Phạm Tư Kỳ cười nói, mùi thuốc súng của anh quá nặng, lại uy hiếp tôi rồi. Trương Dương nói, không dám. Phạm Tư Kỳ nói, anh chớ quên, là chính phủ thành phố Nam Tích 5 lần 7 lượt mời tôi đến, nếu không phải vậy thì tôi cũng sẽ không tới Nam Tích sớm như vậy đâu. Trương Dương nói, trịnh trọng thanh minh một chuyện, chuyện của cảng nước sâu không liên quan gì tới tôi, nhưng nơi mà chúng ta đang đứng thuộc ủy ban thể dục thể thao, ai nếu muốn lấy quyền sử dụng khu đất này, trước tiên phải trưng cầu sự đồng ý của tôi, cô hiểu chưa? Phạm Tư Kỳ thở dài nói, tôi vẫn luôn coi anh là bạn, thực sự không muốn chúng ta thành căng thẳng như thế này. Trương Dương cười nói, có phải là bạn bè hay không thì ở trong một ý niệm của Phạm tiểu thư. Chương 567, hướng gió 1 phạm tư kỳ nói bất kể anh nghĩ như thế nào tôi vẫn đều coi anh là bạn trương dương nói làm bạn bè tôi khuyên cô một câu trên vấn đề cảng nước sâu cô và chúng tôi là quan hệ hợp tác là quan hệ đôi bên cùng có lợi không nên đề xuất điều kiện quá đáng muốn hợp tác lâu dài nhất định phải tôn trọng lẫn nhau phạm tư kỳ nói tôi vẫn luôn tôn trọng quý phương hiện tại là chính phủ các anh lật lọng trương dương nói câu thường nói nhất ở trung quốc là tiền tài không phải vạn năng phạm tư kỳ nói tiếp nhưng cũng có người nói không có tiền thì chẳng làm gì được trương dương mỉm cười nói cho nên cô lợi dụng chuyện đầu tư này để mè nheo lợi dụng chuyện cảng nước sâu để ép chúng tôi nhượng lại khu đất này cho các cô với giá thấp phạm tư kỳ nói khu đất này phát triển lên thì người được lợi không chỉ có chúng tôi trương dương nói cô thật sự cho rằng chúng tôi không tìm được người hợp tác nào hơn cô ư phạm tư kỳ nhìn trương dương giống như lần đầu tiên gặp hắn vậy Cô ta nói khẽ xem ra tôi không nên tới. Trương Dương nói, Phạm tiểu thư ý nói là không nên tới Nam Tích hay là không nên tới Ủy ban thể dục thể thao. Phạm Tư Kỳ lắc đầu cười nói, anh nói đúng, có lẽ tôi không nên gộp tình bạn và sinh ý vào một chỗ để nói. Cô ta đứng dậy cáo từ. Trương Dương tiến cô ta ra cửa, Phạm Tư Kỳ xua tay nói, không cần tiến, chuyện này tôi sẽ nghĩ kỹ lại. Phạm Tư Kỳ trở lại bên trong xe, sắc mặt lạnh như băng. Lâm Bội Bội nhìn ra cô ta tâm tình không tốt, không dám làm phiền. Sau khi xe đi ra khỏi ủy ban thể dục thể thao, Phạm Tư Kỳ nói, đi gặp thị trưởng Trần. Lâm Bội Bội nhỏ giọng nhắc nhở cô ta, Trần Hạo hiện tại đã không phụ trách cảng nước sâu nữa rồi, tìm hắn thì được gì? Phạm Tư Kỳ nói, tôi tìm Trương Dương không phải là muốn nhờ hắn giúp, mà là muốn chứng minh một chuyện. Lâm Bội Bội chớp chớp mắt, nói khẽ chuyện gì? Phạm Tư Kỳ nói, trước đây tôi chỉ biết chính trị Trung Quốc, phe phái tranh chấp không đâu không có, hiện tại quả nhiên là vậy thật, Trương Dương Cung Kỳ Vĩ là một phái, Trần Hạo là của phái khác. Lâm Bội Bội nói, phe phái tranh đấu không phải gió đông áp đảo gió Tây thì là gió Tây áp đảo gió Đông, cái chúng ta làm là sinh ý, quan tâm tới đấu tranh chính trị của bọn họ làm gì. Phạm Tư Kỳ nói, ở Trung Quốc muốn làm sinh ý, không hiểu chính trị của bọn họ là không được trần hạo không hề bất ngờ vì phạm tư kỳ tới tìm chuyện thứ nhất sau khi cung kỳ vĩ cầm quyền chính là tạm hoãn chuyển nhượng khu đất sân thể dục chuyện này rõ ràng đã khiến phạm tư kỳ làm tức giận câu nói đầu tiên sau khi phạm tư kỳ gặp trần hạo là tỏ vẻ bất mãn thị trưởng trần tôi thủy chung cho rằng bất kể làm buôn bán hay là làm việc quan trọng nhất chính là giữ chữ tín quý phương đã đáp ứng nhượng lại quyền sử dụng khu đất sân thể dục cho chúng tôi vì sao lại đột nhiên thay đổi trần hạo nói phạm tiểu thư hiện tại tôi đã không phụ trách chuyện cảng nước sâu nữa rồi. Phạm Tư Kỳ nói, thị trường Trần, câu trả lời của ngài khiến tôi rất thất vọng, nếu quý phương lấy thái độ như vậy để đối đãi với những nhà đầu tư như chúng tôi, vậy chúng tôi có thể yên tâm đầu tư ở Nam Tích không? Trần Hạo thầm nghĩ trong lòng, cô đầu tư cũng được, không đầu tư cũng được, hiện tại chẳng liên quan gì tới tôi, thị lý bảo tôi đi quản thể dục thể thao, cảng nước sâu giao cho công kỳ vĩ, cô không đầu tư thì càng tốt, Tôi cũng muốn xem xem Cung Kỳ Vĩ kiếm được tài chính từ đâu. Gã chỉ ước sao chuyện cảng nước sâu càng to ra, Cung Kỳ Vĩ thay thế gã chấp trưởng quyền chỉ huy xây dựng cảng nước sâu đối với gã là một đả kích cực lớn. Trần Hạo cũng không cho rằng Cung Kỳ Vĩ giỏi hơn mình, gã cho rằng chuyện lần này tất cả đều là kết quả mà Cung Kỳ Vĩ ở sau lưng làm những trò mèo. Trần Hạo thở dài một hơi nói, Phạm tiểu thư, tôi hy vọng sự đầu tư của các vị đừng bởi vì thay đổi phân công bên trong ban lãnh đạo thành phố Nam Tích chúng tôi mà bị ảnh hưởng bất kể là ai phụ trách công trình cảng nước sâu chính sách của chúng tôi đều không thay đổi những lời quan miệng đường hoàng trần hạo cũng rất biết nói phạm tư kỳ nói đều không thay đổi ư vốn đã nói rõ là hôm nay ký kết hợp đồng nhượng đất nhưng hiện tại lại thay đổi như thế mà còn không gọi là thay đổi ư căn bản chính là sáng nắng chiều mưa mà trần hạo nói phạm tiểu thư đừng gấp chuyện này tôi sẽ tìm cơ hội thương lượng một chút với thị trường cung cô yên tâm chuyện thị lý đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Phạm Tư Kỳ nói, thị trường Trần, tôi cũng muốn tâm bình khí hòa bàn sinh ý, nhưng là các ông hiện tại căn bản chính là không coi trọng những nhà đầu tư chúng tôi. Tôi đã quyết định trước khi chưa bàn xong quyền chuyển nhượng khu đất sân thể dục, tạm dừng tất cả đầu tư ở Nam Tích. Những lời này của Phạm Tư Kỳ không hề khiến Trần Hạo cảm thấy bất ngờ, nhưng khi nghe thấy vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trần Hạo dù sao cũng là phó thị trưởng thành phố Nam Tích, gã vẫn rất để ý tới tôn nghiêm và hình tượng của thành phố Nam Tích. Ý tứ của Phạm Tư Kỳ lợi dụng chuyện cảng nước sâu này để áp chế chính phủ thành phố Nam Tích đã rất rõ ràng. Phạm Tư Kỳ cũng nhìn ra Trần Hảo không vui, giải thích thị trường Trần, xin đừng hiểu lầm, tôi không phải là nhằm vào thị chính thành phố Nam Tích, tôi chỉ là thông qua phương thức này để biểu đạt sự bất mãn trong lòng, hy vọng các vị lãnh đạo có thể coi trọng chuyện này, tận lực nghĩ đến lợi ích của nhà đầu tư chúng tôi. Chủ đề của cuộc họp thường ủy hôm đó cũng tiến hành xoay quay chuyện này, theo yêu cầu của Từ Quang Nhiên, Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đặc biệt dự thính cuộc họp thường ủy lần này, Cung Kỳ Vĩ trước khi tới tới tham gia hội nghị lần này đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên sắc mặt rất khói coi, trên thực tế những ngày này y vẫn luôn rất không hài lòng, sự ra tay của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã loạn bố cục vốn có của y trong việc cảng nước sâu. Y vốn cho rằng nhượng bộ khu đất sân thể dục có thể giúp cảng nước sâu vượt qua nguy cơ lần này, nhưng hiện tại xem ra, nguy cơ của cảng nước sâu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ Quang Nhiên nói, mọi người chắc đều đã biết căn cứ vào trọng điểm công tác của thị lý chúng ta, chúng ta đối với công tác phân quản của một bộ phận đồng chí đã tiến hành điều chỉnh hợp lý, xét thấy vận hội tỉnh lần thứ 12 sắp đến, chúng ta cần phải trước khi vận hội tỉnh khai mạc, mang đến cho tỉnh lý một đáp án hài lòng, thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, trải qua quyết định thận trọng sẽ do đồng chí Trần Hạo chủ quản công tác thể dục thể thao kiêm nhiệm chức chủ tịch tổ ủy hội vận hội tỉnh lần thứ 12. Từ quang nhiên như vậy là muốn giải thảm, dụng ý của y là vớt phát mặt mũi cho Trần Hạo, có điều bất kể y nói dễ nghe như thế nào thì người khác vẫn hiểu rằng, Trần Hạo bị giáng chức, bất kể từ quang nhiên ông nói sự nghiệp thể dục thể thao trọng yếu cỡ nào, vận hội tỉnh và cảng nước sâu cũng không phải là cùng cấp bậc, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trần Hạo cảm kích nhìn từ quang nhiên, từ quang nhiên là đang giữ mặt mũi cho mình, Thay đổi công tác lần này Từ Quang Nhiên cũng không có sức phản hồi. Từ Quang Nhiên nhìn Cung Kỳ Vĩ một cái, công tác chỉ huy công trình cảng nước sâu tạm thời giao cho đồng chí Cung Kỳ Vĩ phụ trách. Tất cả thường ủy đều lưu ý bí thư từ dùng tới hai chữ tạm thời, có phải có nghĩa là chuyện này tràn ngập biến số hay không. Cung Kỳ Vĩ biết hôm nay mình tuy rằng dự thính cuộc họp thường ủy, nhưng y vẫn không có tư cách lên tiếng, y chủ yếu sắm vai một nhân vật lắng nghe. Từ Quang Nhiên cũng không có ý tứ để y lên tiếng cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "Hiện tại chúng ta bàn việc cảng nước sâu xuất hiện vấn đề, trong khoảng thời gian này cảng nước sâu vẫn phải gánh chịu khốn nhiễu trên vấn đề tài chính. Chúng ta đã trải qua rất nhiều cố gắng và thử nghiệm, hy vọng có thể giải quyết khó khăn trước mắt của cảng nước sâu một cách viên mãn." Mọi người đều biết, tập đoàn tinh nguyệt trước đây đã đáp ứng đầu tư kỳ 2 sẽ đến đúng hạn, nhưng bọn họ cũng đưa ra một điều kiện, yêu cầu chúng ta nhượng lại khu đất sân thể dục cho bọn họ để làm khai phá thương nghiệp tình cụ thể chúng ta cũng thảo luận rồi, hai ngày trước trên cuộc họp thường ủy cũng đã tiến hành giơ tay biểu quyết nhằm vào chuyện này. Y quay sang Trần Hạo nói, Trần Hạo, lúc ấy hạng mục này do anh phụ trách, anh nói rõ chuyện này ra một chút đi. Trần Hạo nói, chuyện này tôi không có gì khác để nói, chỉ là muốn nói với mọi người rằng, phía tập đoàn Tinh Nguyệt trước mắt đã quyết định tạm dừng tất cả đầu tư ở Nam Tích. Hạ bá đạt nhíu mày, y cảm thấy lúc này phải lên tiếng, phát ngôn của Từ Quang Nhiên và Trần Hạo đang đổ khốn cảnh mà cảng nước sâu đang gặp lên trên người Cung Kỳ Vĩ. Hạ Bá Đạt không phải muốn nói đỡ cho Cung Kỳ Vĩ, bên trong Nam Tích đã xuất hiện mâu thuẫn, Cung Kỳ Vĩ thường vì cũng không phải là ngẫu nhiên, y phải trong cục diện vốn đã hỗn loạn này châm thêm một mùi lửa. Hạ Bá Đạt nói tập đoàn Tinh Nguyệt ba lần bảy lượt lợi dụng vấn đề tài chính để áp chế chúng ta, đây là khiêu chiến đối với tôn nghiêm của chính phủ chúng ta. Dụng ý chân chính của bọn họ là đang áp chế chúng ta. Chương 567, hướng gió 2. Bí thư Ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nổi giận đùng đùng nói: "Tôi đã nói từ trước rồi, lúc trước không nên nhượng bộ trong chuyện khu đất sân thể dục, một tập đoàn tập đoàn tài chính nước ngoài sử dụng thủ đoạn như vậy căn bản chính là chơi xấu, càng là như thế này, chúng ta càng phải không thể nhượng bộ." Từ Quang Nhiên cười cười, chuyện càng nước sâu đã trở nên càng ngày càng phiền toái, y không tin Cung Kỳ Vĩ có thể có biện pháp giải quyết, ho khẽ một tiếng, nói: "Đồng chí Kỳ Vĩ, hiện tại công trình cảng nước sâu do anh phụ trách, anh có đề nghị gì? Câu nói đầu tiên đã đem tất cả tiêu điểm tập trung lên người cung kỳ vĩ. Cung kỳ vĩ đứng dậy nói, cảm ơn bí thư tử có thể cho tôi cơ hội dự thính hội nghị này, nếu thị lý đã quyết định giao quyền chỉ huy công trình cảng nước sâu cho tôi, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về công trình cảng nước sâu, tôi vừa mới tiếp nhận công trình này. Đối với việc xây dựng tương lai của cảng nước sâu vẫn chưa có được một số ý tưởng thành thục, Hôm nay ở trước mặt các vị thường ủy tôi xin được to gan nói ra, có chỗ nào không đúng hy vọng mọi người cứ việc phê bình, chỉ ra chỗ sai. Ở trước mặt các thường ủy, Cung Kỳ Vĩ biểu hiện ra vẻ khá khiêm tốn. Thường ủy có mặt không ai lên tiếng, lần này Cung Kỳ Vĩ chấp trưởng quyền chỉ huy cảng nước sâu thật sự rất đột nhiên, lúc trước căn bản không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cơ hồ tất cả mọi người đều biết từ quang nhiên luôn không coi trọng Cung Kỳ Vĩ, vì sao đột nhiên lại bắt đầu dùng y? đa số thường ủy đều có cách nhận tin tức của mình, thông qua nhiều mặt nghe ngóng được đầu đuôi sự việc, lần này cung kỳ vĩ đột nhiên thượng vị là có quan hệ trực tiếp với tỉnh Lý, từ quang nhiên cũng không có sức xoay chuyển, những lời nói vừa rồi của từ quang nhiên tràn ngập hoài nghi chất vấn đối với cung kỳ vĩ, chỉ là bí thư từ không nói rõ ra mà thôi. Cung kỳ vĩ không hề có ý ngồi xuống, y không phải là thường ủy thị ủy, hôm nay đáp ứng lời mời dự thính hội nghị, y cũng biết từ quang nhiên cho y cơ hội lên tiếng cũng không phải là ủng hộ y, mà là mượn chuyện này để làm khó dễ y. Cung kỳ vĩ đứng nói một là để tỏ ý tôn kính đối với các vị thường ủy, hai là tập trung sự chú ý của tất cả mọi người lên người mình. Cung kỳ vĩ nói, tôi đầu tiên xin nói rõ mấy yếu điểm, cảng nước sâu là công trình xây dựng trọng điểm của Bình Hải chúng ta, tầm quan trọng của nó là không thể nghi ngờ, ngạch đầu tư liên quan tới là cực lớn, viễn cảnh cũng rất sáng sủa, tôi nghĩ mấy điểm này chắc không có ai phản đối. Từ quang nhiên nhíu mày, không hiểu Cung Kỳ Vĩ nói những điều mà tất cả đều biết để làm gì. Cung Kỳ Vĩ nói, tình trạng tài chính của thành phố Nam Thích và khoản chi của bên trên quyết định xây dựng cảng nước sâu của chúng ta phải dựa vào đầu tư ngoại lai trên trình độ rất lớn. Quyết sách lúc trước của chúng ta cũng xoay quanh điều này, nguyên tắc tiến hành chính là nghĩ tới tầm quan trọng của đầu tư bên ngoài, chính sách của chúng ta đối với nhà đầu tư khá là lỏng lẻo. Tiện đây tôi cũng nhớ tới một câu, người Trung Quốc chúng ta thường nói, ăn nhờ của người ta thì phải nghe theo lời người ta. Xây dựng cảng nước sâu thiếu tiền, chúng ta muốn lợi dụng tài chính từ bên ngoài, muốn thu hút đầu tư ngoại thương, chính phủ thành phố Nam Tích chúng ta từ trên xuống dưới đối với bọn họ luôn rất khách khí, nhưng sự khách khí này của chúng ta không hề đổi lấy được sự tôn kính của đối phương, mà là khiến bọn họ sinh ra một loại quan niệm sai lầm, cho rằng chúng ta đang cầu xin họ, cho rằng bọn họ có thể quyết định tương lai của cảng nước sâu. Cung Kỳ Vĩ tạm dừng một chút, mỉm cười nói, thật ra đây là một loại quan niệm sai lầm bọn họ đánh giá quá cao bản thân, lại xem nhẹ thực lực của chính phủ chúng ta, xem nhẹ sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, xem nhẹ thực lực kinh tế chỉnh thể của địa khu Nam Bộ Bình Hải. Từ quang nhiên đã đoán trước rằng cung kỳ vĩ muốn nói gì, mày y nhíu lại càng chặt hơn. Cung kỳ vĩ không hề lập tức tung ra đề nghị liên hợp khai phá cảng nước sâu với Lam Sơn, y vẫn luôn lưu ý vẻ mặt của từ quang nhiên, y tiếp tục nói tập đoàn tinh nguyệt lợi dụng đầu tư để mè nheo, đây không phải là một dấu hiệu tốt, hôm nay bọn họ nhìn chúng khu đất sân thể dục dùng tài chính để làm điều kiện áp chế chúng ta ngày mai không biết lại nhìn chúng khu đất nào đó sẽ lại dở trò cũ những nhà đầu tư này thật sự giống như những đứa nhỏ không nghe lời nếu anh dung túng cho nó thương nó quá bọn nó sẽ không thấy là anh đang khoan dung mà chỉ cho rằng anh yếu đuối anh dễ khi phụ bọn họ sẽ đề xuất ra những yêu cầu quá đáng hơn đáp ứng yêu cầu vô lý của bọn họ chính là làm tổn hại lợi ích của quốc gia tổn hại lợi ích của nhân dân sự tồn tại của chúng ta không phải là để lãnh đạo nhân dân mà là để quản lý nhân dân. Chúng ta cả ngày treo bốn chữ đầy tớ của dân ở trên miệng, thì chúng ta phải duy hộ lợi ích của họ. Chủ nhân của chúng ta chính là hàng vạn người dân của thành phố Nam Tích. Chúng ta quyết không thể để lợi ích của bọn họ bị một chút xâm phạm nào. Bí thư ủy ban kỷ luật lý Bồi Nguyên khen, nói rất đúng, chúng ta duy hộ không chỉ là tôn nghiêm của chính phủ mà còn là lợi ích của hàng vạn người dân. Máy thường ủy cũng gật đầu theo phó thị trưởng thường vụ trần hạo nói trên chính trị áp dụng sách lược nhất định vẫn là cần thiết trong chuyện của tập đoàn tinh nguyệt tôi vẫn kiên trì quan điểm lúc ban đầu chúng ta nhượng bộ không phải là một loại yếu đuối mà là dưới tình huống đặc thù phải áp dụng sách lược cần thiết hiện tại cảng nước sâu chịu khốn nhiễu vì vấn đề tài chính một khi đình công hậu quả tạo thành thiết tưởng không chịu nổi chúng ta luôn miệng nói duy hộ lợi ích của người dân chẳng lẽ lợi ích của cảng nước sâu không có nghĩa là lợi ích của người dân ư tôi thừa nhận điều kiện mà tinh nguyệt đề xuất hơi vô lễ, hơi quá đáng, nhưng bọn họ hiện tại lại có thể cung cấp cho chúng ta tài chính cần thiết, vì chạm ý khí nhất thời mà mạo hiểm để cả cảng nước sâu gặp nguy hiểm đình công, đáng giá ư. Cung kỳ vĩ nói, thị trường Trần, đâu không phải là tranh ý khí, chúng ta cũng không phải là trừ tập đoàn tinh nguyệt ra thì không có lựa chọn nào khác. Trần Hạo nói, đồng chí kỳ vĩ, tôi tiếp nhận cảng nước sâu đã được một đoạn thời gian, tôi nghĩ tôi nắm khá rõ tình hình của cảng nước sâu, cho nên tôi có có quyền lên tiếng. Ẩn ý của gã chính là, cung kỳ vì anh chỉ vừa tiếp nhận cảng nước sâu, hiện tại tất cả những gì mà anh nói ra chỉ là để lấy lòng mọi người, để khoe mẽ, căn bản không hề suy nghĩ tới tình huống thực tế của cảng nước sâu. Bí thư thị ủy từ quang nhiên mở miệng rất đúng lúc, đồng chí kỳ vĩ, anh nói như vậy, chẳng lẽ là đã có cách giải quyết khốn cảnh của cảng nước sâu. Anh có thể tìm được vốn ư, dụng ý của từ quang nhiên là từng bước dồn cung kỳ vĩ vào đường cùng, Cung kỳ vì anh không phải rất có năng lực ư. Tỉnh Lý không phải xem trọng anh ư. Không cần mấy ngày tôi sẽ cho anh phải hiện nguyên hình. Anh nói thì dễ nghe lắm. Vấn đề tài chính của cảng nước sâu không được giải quyết thì chỉ là nói xuông. Sợi xích tài chính cảng nước sâu một khi đứt. Công trình một khi đình công. Tôi sẽ lôi anh ra hỏi tội. Cho dù là tỉnh Lý che chở anh. Bọn họ cũng có gì để nói. Chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người mà thôi. Hạ bá đạt không nói gì. Các vị thường ủy bao gồm cả y đã nhìn ra, hiện tại cung kỳ vĩ tuy rằng được đặt ở trên vị trí trọng yếu của cảng nước sâu, nhưng tình cảnh của y lại không được lạc quan như vậy, làm không tốt sẽ trở thành người chịu tội thay đầu tiên của công trình cảng nước sâu. Tập đoàn Tinh Nguyệt và Chính phủ thành phố Nam Thích bởi vì khu đất sân thể dục mà quan hệ của hai bên đã rất căng thẳng, nếu phía Nam Thích kiên trì không nhượng bộ, Tinh Nguyệt rất có khả năng sẽ vì tức giận mà dừng đầu tư, như vậy cảng nước sâu sẽ gặp phải khốn cảnh đình công công trình lớn như vậy một khi đình công, tổn thất là không thể ước tính được. Trách nhiệm của chuyện này tất nhiên phải có người gánh vác, mà người có khả năng lớn nhất phải gánh vác chuyện này chính là cung kỳ vĩ. Ai bảo y ở vào những lúc như thế này lại ngồi trên vị trí xui xẻo này. Cung kỳ vĩ nói, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục cho mọi người. Hạ bá đạt cuối cùng mở miệng nói, đồng chí kỳ vĩ xem ra rất có lòng tin có thể giải quyết được chuyện này. Tài chính cảng nước sâu tuy rằng không đủ, nhưng trong thời gian 10 ngày nửa tháng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, chúng ta kiên nhẫn thêm một chút, chờ đồng chí Kỳ Vĩ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Lý Bồi Nguyên nói, cho dù là không có cách nào khác cũng không thể dễ dàng hai tay dâng tặng khu đất sân thể dục cho người ta như vậy. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi gật đầu đồng ý nói, thật ra chúng ta nóng ruột, tập đoàn Tinh Nguyệt chắc gì đã tốt, bọn họ chỉ sợ còn nóng ruột hơn chúng ta ý chứ. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên cười cười gật đầu trong lòng lại cực kỳ khó chịu, y có thể nghe ra Lý Bồi Nguyên và Hà Anh Bồi là đang giải đệm cho chuyện có thể xảy ra sau này, là đang giúp đỡ cung kỳ vĩ lưu lại đường lui, nếu vạn bất đắc dĩ, còn có thể tiếp tục ngồi xuống đàm phán với tinh nguyệt, y phát hiện bên trong thường ủy đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu không hài hòa, bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên trên vấn đề khu đất sân thể dục thủy chung cờ xí tiên minh, bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi từ sự mù quáng nghe theo y lúc ban đầu. Hiện tại cũng đứng ở phía Lý Bồi Nguyên, Điều này có liên quan tới giao tình tâm đầu ý hợp giữa hai người bọn họ, người không thể bỏ qua còn có hạ bá đạt, người này thủy chung như hổ đói rình mồi ở phía sau mình, y vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, nói không chừng lúc nào đó sẽ đâm một đao vào lưng mình. Sau khi tan họp, Từ Quang Nhiên rời khỏi phòng họp đầu tiên, phó thị trưởng thường vụ Trần Hào theo sát phía sau, sau khi rời khỏi phòng họp nhìn thấy chung quanh không có ai, Trần Hào thấp giọng nói hỏi, bí thư Từ, ngài thật sự để hắn cứ vậy làm tiếp ư? Từ Quang Nhiên nói, vậy anh nói cho tôi xem tôi nên làm thế nào. Trần Hạo nhất thời nghẹn lời. Từ Quang Nhiên thở dài, trong lòng thầm nghĩ Trần Hạo anh nếu có chút bản sự cũng sẽ không bị như bây giờ. Nhìn bộ dạng của Trần Hạo, y lại không nhịn được mà trách thầm. Trần Hạo nói khẽ, chưa tập đoàn Tinh Nguyệt ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai có năng lực lấy ra khoản tiền lớn như vậy. Từ Quang Nhiên thấp giọng nói, Lam Sơn. Trần Hạo tràn ngập kinh ngạc nhìn y không biết vì sao từ quang nhiên đột nhiên nói lên hai chữ lam sơn từ quang nhiên nói hắn muốn cùng lam sơn liên hợp khai phá cảng nước sâu trần hạo ngạc nhiên nói đây là điều không thực tế cảng nước sâu là công trình của nam tích chúng ta lam sơn sao có thể giữa đường gia nhập được lợi nhuận về sau sẽ phân phối như thế nào từ quang nhiên nói kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng chỉ ở trong hiện thực mới đụng phải đinh mới hiểu cái gì gọi là hiện thực tàn khốc mới hiểu hiện thực và lý tưởng luôn khác xa nhau. chương 567, Hướng Gió 3 Cung Kỳ Vĩ quyết định tới Lam Sơn, nếu không phải là vì chịu áp lực, Từ Quang Nhiên sẽ không giao công trình cảng nước sâu cho Y. Đã như vậy, Từ Quang Nhiên cũng sẽ không ủng hộ Y trên công tác, ý tưởng để Lam Sơn, Nam Thích cùng nhau khai phá cảng nước sâu của Cung Kỳ Vĩ ngay từ đầu đã bị Từ Quang Nhiên phản đối. Cung Kỳ Vĩ là người khá tự tin, Y cho rằng mình nghĩ được thì sẽ làm được. Chỉ có như vậy mới phù hợp nhất với lợi ích của Nam Tích, phù hợp nhất với lợi ích của Bình Hải, tuy rằng làm như vậy sẽ làm mỏng đi lợi ích chính trị của người lãnh đạo Nam Tích, nhưng lại có thể bảo đảm lợi ích của người dân được lớn nhất. Trương Dương cũng theo cung kỳ vĩ tới Lam Sơn, hắn tới Lam Sơn không chỉ là bởi vì hắn bởi vì quan hệ cá nhân của hắn và bí thư thị ủy Lam Sơn thường tụng rất tốt, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là hắn nóng lòng muốn gặp Tần Thanh, thăm tra vợ trên thực tế Tần Truyền Lương một chút tới Nam Tích đã được một đoạn thời gian, cách Lam Sơn gần như vậy nhưng hắn vẫn chưa tới thăm lão gia tử lần nào, trên lễ nghĩa có chút khó ăn khó nói. Lam Sơn cũng không xa, hai người tuy rằng cùng đi, nhưng đến nơi thì ai có chuyện của người nấy, để đề cao hiệu suất làm việc, cho nên lái hai chiếc xe tới đây. Trên đường tới Lam Sơn, cung kỳ vĩ ngồi trong xe của Trương Dương, chiếc xe hồng kỳ của y đi theo sau, Trương Dương nói, thị trưởng cung, lần này tới Lam Sơn là để thuyết phục bọn họ đầu tư vào cảng nước sâu ư. Cung kỳ vĩ cười nói, chuyện nào có dễ dàng như vậy, chủ yếu là muốn gặp mấy vị lãnh đạo thành phố của Lam Sơn, trình bày ý tưởng của tôi một chút. Trương Dương nói, bí thư thị ủy thường của Lam Sơn là người quyết đoán, y so với lão tử thì sảng khoái hơn nhiều. Trong lời nói lộ ra vẻ bất mãn đối với từ quang nhiên. Cung kỳ vĩ bật cười ha ha, y cười rất thoải mái, nhưng tâm tình lại vô cùng trầm trọng, trên cuộc họp thường ủy tất cả đã cho thấy, từ quang nhiên căn bản không đồng ý với giải thích của y, hiện tại chỉ chẳng qua là vì có áp lực của bên trên, cho nên mới buông tay giao cảng nước sâu cho y. Nếu y trong vòng một tuần không giải quyết được vấn đề tài chính đang làm khốn nhiễu cảng nước sâu, các thường ủy do từ quang nhiên cầm đầu khẳng định sẽ mượn cơ hội để làm khó dễ. Cung kỳ vĩ lần này đi phải thuyết phục được phía Lam Sơn, lúc trước giữa Lam Sơn và Nam Tích vì cảng nước sâu sẽ do nhà ai xây mà cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cuối cùng Nam Tích chiến thắng. Hiện tại Nam Tích gặp khó khăn, thỉnh cầu Lam Sơn viện trợ, chuyện liệu có thuận lợi hay không? Phía Lam Sơn có thể giữa đường gia nhập hay không? Tất cả vẫn là ẩn số. Cung kỳ vĩ nói, người lãnh đạo khác nhau quyết định thủ đoạn chính trị sẽ khác nhau, tầm mắt của suy nghĩ của họ cũng sẽ khác nhau. Bí thư từ tuy rằng tạm thời giao quyền quản lý xây dựng cảng nước sâu cho tôi, nhưng y cũng không tin tôi có năng lực này. Trong mắt rất nhiều người, cảng nước sâu là lợi ích chính trị của Nam Tích, tôi đề xuất đề nghị cùng khai phá với Lam Sơn, bản thân đã động chạm tới lợi ích chính trị của rất nhiều người. Trương Dương nói, người lãnh đạo đứng ở độ cao khác nhau, quyết định lòng giả của họ cũng sẽ khác nhau. Hiện tại từ Quang Nhiên đứng trên lập trường Nam Tích, y hận không thể đem tất cả lợi ích chính trị về Nam Tích, thậm chí không tiếc đem lợi ích kinh tế của Nam Tích ra bán đứng cho tập đoàn Tinh Nguyệt. Y không phải là không biết nhượng lại khu đất sân thể dục cho Tinh Nguyệt sẽ làm tổn hại tới lợi ích của Nam Tích, nhưng y vẫn kiên trì làm như vậy. Nguyên nhân căn bản là vì muốn bảo đảm lợi ích chính trị của bản thân." Cung Kỳ Vĩ bật cười, "Trương Dương, suy nghĩ của bí thư từ không hạn hẹp như cậu tưởng đâu." Trương Dương nói, "Trước đây tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng hiện tại thấy người này thật sự có chút vấn đề, công trình trung tâm thể dục mới trọng yếu như vậy, y có thể giao cho em trai mình đi làm." Cung Kỳ Vĩ ngăn không cho Trương Dương nói tiếp, "Trương Dương, chúng đừng ta ở sau lưng nghị luận thị phi của lãnh đạo, câu với rồi của cậu nói rất đúng." người lãnh đạo đứng ở độ cao khác nhau, quyết định lòng giả của họ sẽ khác nhau. Cậu không hiểu về bí thư từ, có thể là bởi vì cậu đứng thấp hơn ông ta, chờ khi cậu lên tới vị trí của ông ta rồi thì sẽ hiểu nỗi khổ bên trong của ông ta. Trương Dương cười nói, nếu đặt y ở độ cao của bí thư tỉnh ủy, y khẳng định sẽ không kiên trì để Nam Tích một mình nuốt cả công trình cảng nước sâu đâu. Lam Sơn và Nam Tích cùng nhau khai phá xây dựng, chỉ cần xây thành trong tỉnh Bình Hải, một nhà khai phá hay là hai nhà khai phá có gì khác nhau đâu. Cung Kỳ Vĩ nói, thật sự hy vọng các thường ủy thành phố Lam Sơn đều sẽ nghĩ như vậy. Sau khi đến Lam Sơn, Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ chia tay, hắn trực tiếp lái xe tới nhà Tần Thanh. Tần Thanh đã đi làm, trong nhà chỉ có một mình Tần Truyền Lương. Khi Trương Dương tới, Tần Truyền Lương đang ngồi ở trong sân một mình chơi đùa với cọc cây mua được từ chợ tranh hoa điểu. Trương Dương đến khiến Tần Truyền Lương rất kinh hỉ, gọi Trương Dương vào trong sân ngồi tiểu trương, mau, đến xem cái cọc cây mà tôi mới mua thế nào trương dương ghé vào nhìn nhìn cười nói chú tần cái này giống như là một lão thọ tinh vậy tần truyền lương không khỏi đắc ý gật đầu tôi ở chợ tranh hoa điểu dạo rất nhiều ngày khó khăn lắm mới thấy được một bảo bối như vậy trương dương nói nhãn lực của chú tần thật sự là lợi hại đổi thành người khác nói không chừng sẽ bỏ qua kiện bảo bối như thế này tần truyền lương cười nói thằng ôn cậu đừng có đội mũ cao cho tôi cậu không phải là vừa liếc một cái đã nhìn ra ư Trương Dương nói, cháu chỉ liếc cái là nhìn ra, nhưng cháu lại không thích mấy thứ này, tất nhiên cũng sẽ không coi là bảo bối. Tần truyền lương ngẫm lại cũng thấy Trương Dương nói có vài phần đạo lý, ông ta cười nói, cậu thấy tôi chỉ mải nói chuyện với cậu, ngay cả trà cũng quên pha rồi, cậu ngồi trước đi, tôi vào pha cho cậu ấm trà, hai chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Trương Dương cũng không khách khí với ông ta, vui vẻ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tần truyền lương pha xong một ấm trà trà long tính, Tuy rằng là trà thu, nhưng chất trà vẫn rất không tồi, trong vườn cọc cây rất nhiều, tìm một cái cọc thích hợp đặt lên trên, Trương Dương và Tần Truyền Lương chuyển cái bàn tới ngồi xuống trước cọc cây. Trương Dương thử một ngụm trà rồi nói: "Chú Tần, chú gần đây sưu tập được không ít bảo bối nhỉ?" Tần Truyền Lương cười nói: "Vẫn là cậu nói đúng, chỉ mình tôi coi là bảo bối thôi, tới Lam Sơn, tôi cũng không có người quen, bình thường không có việc gì làm hoặc là tới núi Thanh Mộc leo núi tản bộ, hoặc là tới chợ tranh hoa điều tùy tiện đi dạo." Những cọc cây này có lúc là tôi đào được, hoặc là tôi mua được. Tần truyền lương vốn là không muốn đến Lam Sơn, ông ta đối với Giang Thành vẫn có cảm tình sâu đậm. Nhưng chuyện của Tần Bạch khiến ông ta cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi nào ở lại Giang Thành nữa cho nên mới theo con gái tới Lam Sơn. Có điều theo thời gian trôi qua, chuyện của Tần Bạch cũng dần dần phai nhạt, sự nhớ nhung của Tần truyền lương đối với Giang Thành cũng càng ngày càng tăng. Trương Dương nói, nhớ nhà hà. Tần truyền lương gật đầu, gần đây thị trưởng Lý gọi điện thoại cho tôi, muốn bảo tôi trở về, công trình thu sửa nha môn cũ cũng đã đến giai đoạn mấu chốt, y muốn mời tôi về làm cố vấn, tôi mấy ngày nay đang do dự đây. Nói xong ông ta lại bảo, tôi vẫn chưa nói với Tiểu Thanh. Trương Dương cười nói, chị Thanh sẽ không chi phối lựa chọn của chú đâu, chú muốn làm thế nào thì cứ làm như thế. Tần truyền lương nói, tôi nghe thị trưởng Lý nói, biểu hiện của Tiểu Bạch ở sân bay gần đây không tồi, công tác rất tích cực trương dương nói cậu ta vẫn luôn tích cực công tác mà tần truyền lương thở dài nói thằng bé này tính tình quật cường có chuyện gì cũng chôn ở trong lòng trương dương nói chuyện trôi qua lâu như vậy rồi cậu ấy cũng nghĩ thông rồi chú cũng đừng lo lắng cho cậu ấy làm gì tần truyền lương gật đầu nói tôi nghe tiểu thanh nói cậu được điều đến nam tích thế nào công tác có thuận lợi không thuận lợi lắm vừa tới không được bao lâu chủ yếu là làm quen với công tác Thị lý bảo cháu phụ trách vận hội tỉnh, cũng không phải là công tác trọng yếu gì, so với trước đây thì thoải mái hơn rất nhiều." Tần Truyền Lương nói, gần đây tiểu thanh công tác bận rộn, người cũng gầy đi, ngày nào cũng đi sớm về muộn, tôi khuyên nó mà nó không nghe, cậu tới rồi thì giúp tôi khuyên nó đi." Tần Truyền Lương đối với quan hệ giữa con gái và Trương Dương sớm đã nhìn rõ, tuy rằng biểu hiện của hai người luôn là tương kính như tân, nhưng Tần Truyền Lương vẫn từ những chi tiết nhỏ nhìn ra tình cảm không thể nói ra của hai người cuộc sống cảm tình của con gái, Tần Truyền Lương không muốn hỏi tới. Sau chuyện của Tần Bạch, Tần Truyền Lương càng nhận định con cháu có phúc của con cháu, bất kể là con trai hay là con gái, bọn nó lựa chọn như thế nào đều là chuyện của bọn nó, mình không cần can thiệp. Thật ra cho dù ông ta muốn can thiệp cũng không can thiệp được, ở điểm này Tần Truyền Lương không nghi ngờ gì nữa nghĩ rất thoáng. Tần Thanh gần đây công tác bề bộn, cuối năm Phó Thủ tướng của Viện Quốc vụ Văn Quốc quyền muốn tới Lam Sơn thị sát khu khai phá, có một số công phu ngoài mặt phải làm, thị trường thường lăng không lại giao nhiệm vụ xây dựng thành phố vệ sinh văn minh cho cô ta, trong nhất thời Tần Thanh không thể phân thân được. Buổi sáng cô ta ở khu khai phá kiểm tra công tác xong, lại tới thị lý tham gia cuộc họp thường ủy. Hôm ấy trên cuộc họp thường ủy, bí thư thị ủy thường tụng đề xuất một chuyện khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Phía thành phố Nam Tích có ý mưu cầu hợp tác với Lam Sơn trên công trình cảng nước sâu, Trước khi mở cuộc họp thường ủy thường tụng đã tiếp kiến phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ của thành phố Nam Tích, Cung Kỳ Vĩ đã tiến hành trình bày tường tận mục đích lần này y tới đây. Khi cuộc họp thường ủy vừa mới bắt đầu thường tụng liền nói ra chuyện này, xem ra muốn trọng điểm thảo luận chuyện này, sau khi nói xong, y mỉm cười nói, mọi người thấy chuyện này thế nào? Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía thị trưởng Tân nhiệm Thường Lăng Không, Thường Lăng Không trước khi tới Lam Sơn chính là phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích khi ở Nam Tích Cảng nước sâu là do gã phụ trách, cho nên không ai có quyền lên tiếng hơn so với gã. Thường Lăng không cười cười nói, mọi người đều nhìn tôi, là muốn để tôi nói trước, bởi vì trước đây công trình Cảng nước sâu chính là do tôi chủ trì, tuy rằng tôi rất quen thuộc đối với công trình. Nhưng tôi nếu bình luận chuyện này khó tránh khỏi sẽ bị xen lẫn một số nhân tố cá nhân. Tôi thấy tôi vẫn nên bảo trì trầm mặc tôi không muốn quan điểm của mình làm ảnh hưởng tới mọi người. Thường tụng cười cười gật đầu nói, đồng chí Lăng không đã nói vậy, vậy thì ý kiến của cậu ấy để đến cuối cùng mới nói, những người khác có ý kiến gì. Ánh mắt y lướt một vòng, cuối cùng dừng ở trên mặt phó bí thư thị ủy Ngô Minh, đồng chí Ngô Minh, anh nói quan điểm của mình đi. chương 568, phá đám sau lưng 1. Ngô Minh từ sau khi cạnh tranh trước bí thư thị ủy bị thua, cả người trở nên nhún nhường hơn nhiều, gã vốn không muốn lên tiếng, nhưng thường tụng đã chỉ lên đầu gã, gã không lên tiếng thì có chút khó ăn khó nói. Ngô Minh nói công trình cảng nước sâu mọi người đều biết rất rõ, lúc trước giữa Nam Thích và Lam Sơn vì tranh đoạt hạng mục này đã trải qua một phen cạnh tranh kịch liệt, chuyện này thị trường thường là rõ nhất. Thường Lăng không gật đầu, nhớ lại lúc trước trên cạnh tranh công trình cảng nước sâu, gã đã lập được công lao hán mã cho Nam Thích. Nam Tích tuy rằng luôn là lão đại ca của Lam Sơn, nhưng trong quá trình phát triển vài năm gần đây, tốc độ phát triển của Lam Sơn rõ ràng vượt qua Nam Tích, khi gã ở Nam Tích, Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên từng không chỉ một lần nói qua, mọi người phải cố gắng làm tốt kinh tế Nam Tích, nếu cứ tiếp tục đi xuống như vậy sẽ bị tiểu huynh đệ Lam Sơn này bỏ lại đằng sau. Chuyện cảng nước sâu Từ Quang Nhiên lúc ấy đã hạ mệnh lệnh cho gã, chí ở nhất định phải giành được, thường lăng không vì cảng nước sâu đã tốn một phen khổ công rất lớn. Ngô Minh nói, bỏ qua ý nghĩa trọng đại của bản thân công trình cảng nước sâu, cảng nước sâu khởi công đã được một đoạn thời gian lúc trước bọn họ không đề cập tới liên hợp khai phá, hiện tại lại đề xuất liên hợp khai phá, cùng nhau xây dựng, nguyên nhân căn bản là bọn họ đang gặp khó khăn, tài chính thành phố Nam Tích đã không thể duy trì một hạng công trình lớn như vậy. Lời nói của Ngô Minh không hề gặp phải bất kỳ dị nghị nào, mọi người đều hiểu rõ những gì mà gã nói đều là sự thật. Thường Tụng nói, trước đây tôi cũng đã nghe nói cảng nước sâu Nam Tích gặp vấn đề tài chính, hiện tại xem ra quả nhiên là sự thật. Khi nói những lời này, y nhìn nhìn thường lăng không. Thường lăng không hiểu rằng đến lúc mình nên lên tiếng rồi, thường lăng không nói trước khi tôi đến Lam Sơn, đầu tư cảng nước sâu Nam Thích đã xuất hiện một số vấn đề, hai nhà đầu tư chủ yếu của cảng nước sâu đều không đưa vốn đúng hạt, hiện tại xem ra vấn đề này vẫn chưa được cải thiện, bởi vì tôi trước đây là người phụ trách hạng mục cảng nước sâu, hiện tại lại là thị trường thành phố Lam Sơn, vị trí của tôi quyết định tôi không thể nói những lời có tính khuynh hướng. Tôi chỉ có thể nhầm vào bản thân cảng nước sâu nói vài câu. Công trình cảng nước sâu không nghi ngờ gì nữa là tiền cảnh rộng lớn, cảng nước sâu xây thành chẳng những sẽ lợi cho kinh tế của Nam Tích, cũng sẽ xúc tiến cực lớn phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn, nhưng công trình cảng nước sâu lớn như vậy, tài chính cần phải đầu nhập lại là cực lớn, trong ngắn hạn không thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích rõ rệt. Thường Tụng nói, Lăng không, anh đối với đề xuất liên hợp khai phá cảng nước sâu của Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ thành phố Nam Tích có ý kiến gì? Thường Lăng không cười nói, bí thư thường, Tôi vừa rồi đã nói, tôi không tiện phát biểu quan điểm của mình, tôi cũng hiểu rõ lắm về đồng chí Cung Kỳ Vĩ, dù sao thời gian chúng tôi cộng sự cũng không lâu, tôi chỉ đề xuất một việc để cho mọi người tham khảo, liên hợp khai phá rốt cuộc là ý kiến nhất trí của toàn thể lãnh đạo thành phố Nam Tích hay là ý kiến của một mình đồng chí Cung Kỳ Vĩ. Tất cả thường ủy đều trầm mặc, thường lăng không đề xuất chuyện này là cực kỳ quan trọng, người đứng đầu thành phố Nam Tích là Từ Quang Nhiên, liên hợp khai phá cảng nước sâu là chuyện lớn như vậy. Vì sao y không trực tiếp tìm Thường Tụng trao đổi, mà người tới câu thông chuyện này lại là Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, trong đây rốt cuộc bao hàm sự vi diệu như thế nào? Thường Tụng gật đầu, lại quay sang Tần Thanh nói, tiểu Tần, cô cũng nói ý kiến của mình đi. Tần Thanh mỉm cười nói, sự hiểu biết của tôi đối với cảng nước sâu không bằng thị trường thường, nếu bảo tôi nói, tôi chỉ có thể xuất phát từ bản thân Lam Sơn, cùng với ý nghĩa mà cảng nước sâu có thể mang lại Lam Sơn để nói. Trước đây Lam Sơn chúng ta và Nam Tích cạnh tranh quyền xây dựng cảng nước sâu. Nguyên nhân căn bản là hai thành thị đều nhìn thấy tiền cảnh tốt đẹp của cảng nước sâu, đều muốn nắm chắc kỳ ngộ phát triển nhảy vọt lần này. Lam Sơn cuối cùng không thể cạnh tranh được với Nam Tích. Cảng nước sâu cuối cùng đặt tại Nam Tích, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cảng nước sâu đối với Lam Sơn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nam Tích và Lam Sơn gắn kết chặt chẽ, từ việc lựa chọn cảng nước sâu có thể thấy được, nó cách trung tâm thành phố Nam Tích 35 km nhưng cách trung tâm thành phố Lam Sơn của chúng ta cũng chỉ 50 cây em. Sau khi cảng nước sâu xây xong, Lam Sơn chúng ta cũng sẽ từ trong đó nhận được lợi ích rất lớn. Về phần phía Nam Tích đề xuất liên hợp khai phá, cùng nhau xây dựng với chúng ta, tôi cho rằng đây là một chuyện tốt, một cơ hội tốt như vậy, gia nhập sớm sẽ nhận được lợi ích vô cùng. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, chỉ cung cấp để mọi người tham khảo. Thường Tụng mỉm cười nói tốt, hôm nay bàn bạc về cảng nước sâu rừng ở đây, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại rồi nói tiếp. Sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, thường tụng giữ riêng thường lăng không lại, thường lăng không biết y khẳng định là muốn trưng cầu ý kiến của mình đối với cảng nước sâu. Quả nhiên, thường tụng nói, lăng không à, thật ra thảo luận trên cuộc họp thường ủy chỉ là hình thức, không ai hiểu rõ về tình hình của cảng nước sâu bằng cậu, vừa rồi cung kỳ vĩ tìm tới tôi. Đề xuất liên hợp xây dựng cảng nước sâu, tôi lúc ấy đã muốn gọi cậu đến. Thường Lăng không nói, bí thư thường, tôi vừa rồi nói rồi phía nam tích đối với công trình cảng nước sâu rất trọng thị nếu quyết định liên hợp khai phá vì sao bí thư từ không trực tiếp tìm ngài trao đổi mà lại bảo cung kỳ vĩ tới đây gã thở dài nói tình huống thành phố nam tích tôi biết rõ tôi đi rồi bí thư từ để trần hạo tiếp nhận công tác của tôi trần hạo xử lý vấn đề trầm ổn có thừa nhưng cơ chí lại không đủ có thể nói trong khoảng thời gian này vấn đề tài chính làm khốn nhiễu cảng nước sâu thủy chung không được giải quyết Đồng chí Cung Kỳ Vĩ trước đây phân quản thể dục thể thao và văn hóa, anh ta chủ quản hạng mục cảng nước sâu là điều rất đột nhiên, tôi thấy chuyện này hay là trước tiên tìm hiểu kỹ xem nội bộ Nam Tích suốt cuộc đã phát sinh chuyện gì đã rồi lại bàn bạc. Thường Tụng gật đầu, không nói tới nhân tố khác, chỉ nói về cảng nước sâu, nếu Nam Tích chuẩn bị liên hợp khai phá với chúng ta, cậu thấy có được không? Thường Lăng không hai mắt sáng rực, nói bí thư thường, nếu ban lãnh đạo Nam Tích thật sự đạt thành nhất trí chuẩn bị liên hợp khai phá cảng nước sâu với chúng ta, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, đến lúc đó tôi sẽ tự mình ra mặt đi nắm chuyện cảng nước sâu, tôi tin trước đây tôi có năng lực đưa công trình cảng nước sâu đi lên thì hiện tại vẫn có năng lực làm tốt cảng nước sâu. Thường tụng khen, được, cái tôi cần chính là những lời này của cậu, cậu đã có lòng tin như vậy, tôi lập tức sẽ đi liên hệ chuyện này. Nghe theo đề nghị của Thường Lăng không, Thường Tụng vẫn trước tiên gọi điện thoại cho bí thư thị ủy thành phố Nam Tích từ Quang Nhiên, quan hệ cá nhân của hắn và Từ Quang Nhiên cũng tính là không tồi, nếu không lúc trước cũng không bảo Trương Dương giúp Từ Quang Nhiên chữa bệnh phong thấp, nếu lúc trước Trương Dương biết Từ Quang Nhiên là loại nhân vật này, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng hỗ trợ trị liệu thống khoái như vậy. Phản ứng của Từ Quang Nhiên nằm ngoài ý liệu của Thường Tụng, Từ Quang Nhiên nghe Thường Tụng nói xong, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên, cung kỳ vĩ không phải đi tới chỗ các anh lôi kéo đầu tư ư. Sao? Hắn không ngờ lại nói là liên hợp khai phá à? hắn sao có thể tự tiện làm chủ được thường tụng nghe từ quang nhiên nói vậy lập tức liền hiểu ra thường lăng không nói không sai cung kỳ vĩ lần này tới đây không hề có được sự đồng ý nhất trí của ban lãnh đạo thành phố nam tích công trình cảng nước sâu có chính tích lớn như vậy đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho người khác để lam sơn gia nhập chẳng khác nào chia một nửa chính tích cho bọn họ từ quang nhiên sẽ không cam tâm dâu thường tụng nói lão tử à cung kỳ vĩ là người của anh không có lệnh của anh hắn sao dám chạy tới chỗ tôi để nói chuyện liên hợp khai phá, cùng nhau xây dựng." Thường Tụng đối với biểu hiện hiện tại của Từ Quang Nhiên vẫn có chút hoài nghi. Từ Quang Nhiên thở dài nói, "Lão Thường à, có thể là tôi bức hắn quá gắt, anh cũng biết rồi đấy, chúng tôi trên tài chính của cảng nước sâu xuất hiện một số vấn đề, Trần Hạo đã bị tôi loại bỏ khỏi công trình cảng nước sâu, cung kỳ vĩ lên chưa được vài ngày, nếu hắn vẫn không giải quyết được vấn đề này, tôi cũng sẽ không khách khí, có thể là bởi vì vậy cho nên hắn nóng lòng, vì thế mới nảy ra chủ ý này. Thằng ôn này, lát nữa tôi sẽ phê bình hắn một trận, sao là một cán bộ cấp phó thính mà lại có thể ra ngoài ăn nói lung tung như vậy. Thường tụng trong lòng có trong lòng có không cao hứng, ngoài miệng thì nói, xem ra là tôi hiểu lầm rồi. Từ quang nhiên nói, vẫn phải cảm ơn anh đã quan tâm. Thường tụng cười nói, giữa thành thì anh em, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm mà, tôi đã bàn chuyện với cung kỳ vĩ rồi phát hiện người này rất thực tế từ quang nhiên ở đầu dây bên kia không khỏi nhíu mày những lời này của thường tụng là có ý gì cung kỳ vĩ rất thực tế chẳng lẽ ám chỉ mình không thực tế từ quang nhiên cười nói khó lắm mới có người hân thưởng hắn như vậy có điều tôi phải nhắc nhở anh không thể lôi kéo người của tôi đi đâu đấy nếu không phải là các anh kéo thường lăng không đi công trình cảng nước sâu bên tôi cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn như vậy chương 568, phá đám sau lưng hai Thường tụng cười ha ha nói, cái này anh không thể trách tôi được, đồng chí Lăng không đến chỗ chúng tôi đảm nhiệm trước thị trường là chủ ý của tỉnh Lý, không liên quan gì tới tôi cả. Từ quang nhiên cảm thán nói, Lăng không là người người có bản lĩnh, thả anh ta đi tôi thật sự rất không cam lòng. Thường tụng nói, tôi thấy cung kỳ vĩ cũng là người trẻ tuổi rất có hoài bão. Từ quang nhiên nói, cán bộ trẻ tuổi nào mà lòng chẳng mang trí lớn, nhưng có mấy ai có được bản sự tuy rằng chỉ nói vài câu nhưng thường tụng đã nghe ra từ quang nhiên có thành kiến đối với cung kỳ vĩ nghe lời nghe âm từ quang nhiên xem ra căn bản là không có ý liên hợp khai phá cảng nước sâu với lam sơn mình là tự tác đa tình rồi thường tụng nói có phải là rất thiếu vốn không từ quang nhiên cười nói công trình lớn như vậy xuất hiện vấn đề tài chính cũng là bình thường trước mắt đang đàm phán với nhà đầu tư nhà đầu tư bây giờ người này khéo hơn người kia nghĩ hết mọi biện pháp để yêu cầu được yêu đãi từ chỗ chúng tôi cứ nghĩ tới là tôi lại đau đầu thường tụng nói có khó khăn thì cứ nói một tiếng chúng tôi dưới tình huống có thể sẽ cung cấp một số trợ giúp nhất định từ quang nhiên nói cảm ơn bí thư thường thật sự là nếu tới nước đó tôi sẽ tự mình đi tới lam sơn tìm anh cầu viện y đã nói rất rõ ràng cung kỳ vĩ đi chỉ là đại biểu cho chính bản thân hắn không phải đại biểu cho ý tứ của từ quang nhiên nam thích đang gặp khó khăn thật nhưng vẫn chưa tới mức sơn cùng thủy tận. Thường tụng cười cười, sau khi tạm biệt từ quang nhiên liền gác máy. Thường tụng thật sự là không ngờ chuyện này lại thành như vậy, rất có thể bên trong ban lãnh đạo thành phố Nam Tích xuất hiện vấn đề, bước đi giữa thượng cấp và hạ cấp không nhất trí. Phía cung kỳ vĩ nói chuyện hợp tác, từ quang nhiên thân là bí thư chẳng những không ủng hộ mà ngược lại còn ở phía sau phá hoại, thường tụng cũng lời chẳng buồn nghĩ tới chuyện này nữa, trời phải đổ mưa, gái phải gả chồng, kệ họ đi, chuyện của Nam Tích không liên quan gì tới y. Tần Thanh hôm nay về rất sớm, cô ta và Thường Hải Tâm đi cùng đường, Thường Hải Tâm trên đường đề xuất muốn được điều tới thư viện, trước đó vài ngày bởi vì thấy Tần Thanh bận quá, cho cô ta một mực không tiện đề xuất, gần đây công tác chuẩn bị khu khai phá đã đâu vào đấy rồi, tư liệu xây dựng thành thị văn minh cũng đã giúp chuẩn bị đầy đủ, nhân tuyển thư ký tương lai của Tần Thanh cô ta cũng đã giúp đỡ phỏng vấn, sinh viên tốt nghiệp hệ triết học trường Đại học Đông Giang Chu Tuệ Ninh, là một cô gái rất thông minh. Tần Thanh thấy Thường Hải Tâm lại nhắc tới chuyện này, đôi mì thanh tú không khỏi nhăn lại, cô ta không nỡ để Thường Hải Tâm đi, hợp tác lâu như vậy rồi, thường thường chỉ nhìn một cái là Thường Hải Tâm biết cô ta đang nghĩ gì, thư ký có thể phối hợp ăn ý như vậy không phải là dễ gặp, nhưng cô ta cũng biết, Thường Hải Tâm có tương lai của Thường Hải Tâm, rồi sẽ có một ngày rời khỏi mình bay đi, mục đích thường tụng đặt cô ta ở bên cạnh mình cũng là để rèn luyện cô ta, người ta cũng không muốn để con gái cả đời ở bên cạnh cô ta làm thư ký nhưng điều khiến tần thanh không vui là thường hải tâm vì sao lại muốn lựa chọn thư viện cô ta khó hiểu nói hải tâm không phải chị không muốn để em đi nhưng em còn trẻ cái nơi thư viện đó là nơi để về hưu dưỡng lão em tới đó sao có thể thể hiện được giá trị nhân sinh của em thường hải tâm nói em không thích chuyện trên chính trị phức tạp lắm thấy là mệt rồi thư viện tốt hơn rất đơn thuần Tần Thanh nói, chỉ cần là đơn vị cơ quan thì tuyệt đối không có nơi nào đơn thuần, Hải Tâm, em hay là suy nghĩ kỹ một chút, cho dù em không định ở bên cạnh chị làm thư ký nữa thì cũng cần phải đến một một nơi có thể phát huy được năng lực của em. Em mất bao nhiêu công học đại học, tới thư viện làm thì những thứ học được sẽ uổng phí. Thường Hải Tâm cười nói, tới thư viện em sẽ có nhiều thời gian hơn để viết, em sẽ trở thành một nhà thơ, một tác giả. Tần Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ô tô lái tới trước cửa nhà cô ta. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đồng thời nhìn thấy chiếc xe pick-up đỗ ở cửa, trong lòng hai người đều rất vui, đồng thời nghĩ rằng Trương Dương đã tới. Thường Hải Tâm tuy rằng rất muốn đi gặp Trương Dương, nhưng ngoài miệng thì lại không thể nói ra được, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tần Thanh biết Thường Hải Tâm nghĩ gì, lúc xuống xe, nói với cô ta, ê, hình như Trương Dương tới kìa, vào chào một tiếng đi, người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em đó thường hải tâm lúc này mới xuống xe ngoài miệng thì lại nói anh ta tới à ồ hình như là xe của anh ta nói xong câu đó trên mặt cô ta không khỏi có chút nóng lên mình như vậy không phải là dấu đầu hở đuôi hay sao cũng may là tần thanh không lưu ý đến vẻ mặt của cô ta lúc này hai người còn chưa đi vào trong vườn thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười to vui vẻ của tần truyền lương tần thanh đẩy cửa đi vào cười nói tôi còn tưởng là ai tới cha tôi lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Trương Dương quay người lại, thấy Tần Thanh mặc bộ đồ màu đen, thường Hải Tâm cũng mặc đồ đen, đều là quần áo công sở, có điều quần áo công sở được mặc lên người hai cô đều không gây trở ngại đến dáng người yểu điệu của hai cô chút nào, vẫn là lướt xinh đẹp. Da thịt của thường Hải Tâm đã khôi phục lại không tì vết như ngày xưa, từ trên mặt của cô ta đã không tìm thấy bất kỳ vết bỏng nào, đôi mắt sáng rực nhìn Trương Dương, tuy rằng đang cố gắng giả vờ trầm tính, nhưng ở sâu trong mắt vẫn lộ ra vẻ vui mừng Tần thanh thật sự tiều tụy đi không ít cái cằm tròn trịa trước đây hiện giờ đã nhòn nhọn biến thành mặt trái xoan điển hình nhưng vẻ đẹp của cô ta không bị ảnh hưởng một chút nào đẫy đà có chỗ hay của đẫy đà hao gầy có phong tư của hao gầy ánh mắt của trương dương di chuyển tới trước ngực của phó thị trưởng tần bầu ngực của cô ta vẫn cao ngất như trước may quá chỉ trên mặt là hơi gầy đi chút thôi Tần thanh thấy sau khi bọn họ đẩy cửa bước vào Thằng Ôn này liền không ngừng qua sát, không nói câu nào, không nhịn được liền trách mắng, sao? Không quen hai chúng tôi à? Trương Dương cười nói, chị Thanh, vừa rồi chú Tần nói chị làm việc vất vả, gầy đi không ít, cho nên tôi đang nhìn hai người. Thường Hải Tâm nói, không phải anh đang ở Nam Tích làm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao rất uy phong ư? Sao đột nhiên lại tới Lam Sơn, công tác bận rộn như vậy mà vẫn rảnh để đi à? Trương Dương nói, tôi là đặc biệt tới thăm chú Tần, có bận hơn nữa tôi cũng phải đến. Tần truyền lương mặt mày hớn hở nói, Trương Dương thật có lòng. Tần Thanh không nhịn được liền vạch trần hắn, cha, đừng nghe những lời lấy lòng của cậu ấy, lần này đến Lam Sơn khẳng định là có chuyện, còn thấy 89 phần 10 là có liên quan tới chuyện cảng nước sâu, có phải không? Trương Dương cười ha ha nói, đúng là lão lãnh đạo là của tôi, chuyện gì cũng không thể gạt được chị. Trong lòng lại nghĩ, Chị Thanh à chị Thanh, cuối cùng vẫn là chị hiểu tôi, trên người tôi bộ phận nào chỉ cũng rõ cả. Tần Thanh nhìn thấy hai mắt hắn đảo quanh, đoán rằng trong lòng hắn không nghĩ việc gì tốt đẹp, nói khẽ thị trưởng cung hôm nay tới tìm bí thư thường, trên cuộc họp thường ủy đã thảo luận đề nghị của y rồi. Trương Dương có chút khẩn trương nói, sao có, có kết quả chưa? Tần Thanh nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, trên cuộc họp thường ủy lúc ấy không có kết quả gì, chuyện cụ thể anh phải đi hỏi bí thư thường trương dương lại nhìn nhìn thường hải tâm thường hải tâm nói anh đừng nhìn tôi anh nếu muốn biết kết quả phải trực tiếp đi hỏi cha tôi ấy anh quen thân với ông ấy như vậy có gì mà ngại trương dương nhìn nhìn đồng hồ lúc này đa số mọi người đều đã tan làm tần thanh biết ý tứ của hắn nói khẽ xe của bí thư thường về trước chúng tôi hay là anh nhân lúc này chạy đi hỏi đi hải tâm em đi cùng cậu ấy đi trương dương đứng dậy tần truyền lương nói trương dương buổi tối về đây ăn cơm nhé, tôi lập tức đi chuẩn bị. Trương Dương cười nói, chú Tần, không cần đâu, cháu có hẹn tới Thủy Thượng Nhân ra rồi, buổi tối cháu còn có công tác phải bàn. Hắn không quên nói với Tần Thanh, chị Thanh, buổi tối đi cùng nhé. Tuy rằng mục đích của Trương Dương là mời Tần Thanh ăn cơm, nhưng lọt vào tai Tần Thanh, những lời này của thằng ôn này tràn ngập hàm nghi ám muội may mà tố chất tâm lý của cô ta đủ mạnh, bằng không lúc này đã sớm hai má đỏ bừng rồi. Thường Hải Tâm dẫn Trương Dương tới nhà mình, Thường Tụng vừa mới về nhà không lâu, đang ngồi cạnh ao cá ở trong sân cho cá ăn, nhìn thấy Trương Dương bước vào, Thường Tụng thuận tay ném tất cả đều thức ăn cho cá vào trong ao, trong nhất thời cá trong ao túng tụng lại tranh ăn, trong ao tựa như sôi sục. Trương Dương cười gọi một tiếng, bí thư thường. Thường Tụng cười cười gật đầu, đến đây lúc nào vậy? Ở trước mặt Thường Tụng Trương Dương cũng không cần phải nói dối, hôm nay đi cùng thị trưởng cung đến Lam Sơn. Thường Tụng nghe thấy tên Cung Kỳ Vĩ, y liền hiểu ra, Trương Dương lần này tới có 89 phần người là muốn giúp Cung Kỳ Vĩ làm thuyết khách. Y cũng không vạch trần, đứng ở vòi nước trong sân rửa tay, sau đó tới phòng khách, Trương Dương đi theo y vào trong phòng khách. Thường Tụng nói với con gái, Hải Tâm, đi lấy đại hồng bào trong văn phòng của cha gia pha đi. Chương 568, phá đám sau lưng 3. Trương Dương nói, không cần long trọng vậy đâu, tôi tới đây chỉ là muốn hỏi chút chuyện lập tức còn phải phải ra ngoài ăn cơm. Thường tụng mỉm cười nói, còn cho rằng cậu buổi tối có thể ở đây cùng tôi uống vài chén. Trương Dương nói, công vụ bận rộn, thân bất do kỳ mà. Những lời này nói đầy hơi hướng nhà quan. Thường tụng phá lên cười, thằng ôn này nào câu nào câu nấy đều khôi hài. Trương đại quan nhân giống như có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói, bí thư thường, ông đừng cười tôi như vậy, ông là bí thư thị ủy, tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, ông có đại sự tôi có tiểu sự nhưng đó cũng là công vụ ông chê cười tôi thì quá mất tự tôn đó thường tụng nói cậu quá nhạy cảm mới đúng lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi đang chê cười cậu trương dương cũng chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi mỉm cười nói bí thư thường ngài mắt sáng như đuốc mục đích tôi hôm nay tới đây chắc ngài đã rõ thường tụng cười thầm ngoài miệng lại cố ý nói cậu không nói thì sao tôi biết trương dương nói còn không phải là vì chuyện cảng nước sâu ư Thị trưởng cung hôm nay không phải đã nói hết với ông rồi sao?" Thường Tụng gật đầu, "Nói rồi." Trương Dương nói, "Ngài tính thế nào?" Thường Tụng nói, "Cái gì tính thế nào?" Trương Dương nói, "Hợp tác khai phá cảng nước sâu đó." Hắn phát hiện Thường Tụng từ sau khi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn, cũng bắt đầu học được chơi Thái Cực, thật ra không phải Thường Tụng muốn chơi Thái Cực, mà là chuyện này khiến cho Thường Tụng cũng có chút bất đắc dĩ. Thường Tụng nói, "Chuyện này á?" À? Y nói xong liền lắc đầu. Trương Dương nói, ngài lắc đầu là có ý gì? Thường Tụng nói, Trương Dương, tôi hỏi cậu, cùng kỳ vĩ đến Lam Sơn chúng tôi nói chuyện hợp tác khai phá cảng nước sâu rốt cuộc là ý của chính hắn, hay là ý kiến chung của tất cả lãnh đạo thành phố Nam Tích các cậu? Trương Dương vừa nghĩ cái là biết Thường Tụng có 89 phần 10 đã tìm từ Quang Nhiên để tìm hiểu tình huống, hơn nữa từ Quang Nhiên rất có khả năng ở sau lưng chọc phá, nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi có chút căm tức, từ Quang Nhiên này giỏi thật, một vị bí thư thị ủy, sao lòng dạ nhỏ nhen như vậy, không những không ủng hộ công tác của thủ hạ, ngược lại còn nghĩ hết mọi biện pháp để chế tạo khó khăn. Thường tụng nhìn thấy Trương Dương nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng câu hỏi của mình khiến hắn nghẹn lời, thở dài nói, Trương Dương à, có một số việc không đơn giản như các cậu nghĩ đâu, làm công tác không thể chỉ dựa vào nhiệt tình là đủ. Trương Dương nói, thị trường cung đến Lam Sơn bàn chuyện cùng nhau khai phá cảng nước sâu không phải chỉ ý kiến của y, mà cũng là ý tứ của bí thư tỉnh hủy kiều. Thường tụng ngây ra, đáp án này của Trương Dương nằm ngoài ý liệu của y, y nhưng nói khẽ thật ư. Trương Dương gật đầu nói, cảng nước sâu Nam Tích gặp phải vấn đề tài chính rất nghiêm trọng, bởi vì trước khi chủ hoạch xây dựng cảng nước sâu, chủ yếu dựa vào đầu nhập của đầu tư bên ngoài, cho nên từ ngay lúc đầu đã trôn xuống ẩn hoạn. Hai nhà đầu tư lớn của cảng nước sâu là tập đoàn Tinh Nguyệt và Hà Trường An cơ hồ đồng thời tạm dừng kế hoạch đầu tư, Tài chính phía Nam Tích gặp sự khiêu chiến chưa từng có, có thể nói hiện tại bọn họ đã đặt đại bộ phận tài chính vào cảng nước sâu. Trương Đại Quan Nhân nói tới chuyện này là thực sự cầu thị. Trong đó cũng bao hàm oán niệm nhất định, bởi vì chuyện cảng nước sâu cũng ảnh hưởng đến đầu tư phía thể dục thể thao thành phố Nam Tích, khiến cho vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao là hắn hiện tại giống như một tên ăn mày, chỉ có thể cân nhắc thỏ tay ra bên ngoài hóa duyên. Thường Tùng cũng đã nghe nói tài chính Nam Tích gặp khó khăn nhưng nhiệm vụ hàng đầu của y là làm tốt công tác ở Lam Sơn, chuyện của Nam Tích không thuộc trong phạm vi quản hạt của y, mà cũng không tới lượt y quản, y mỉm cười nói tôi nghe bí thư từ nói hiện tại nhà đầu tư đã chuẩn bị đầu tư trở lại. Trương Dương nói, phùng má giả làm người mập thôi, tập đoàn tinh nguyệt là đáp ứng đầu tư trở lại, nhưng bọn họ lại đưa ra một điều kiện, bắt thị lý nhượng lại khu đất sân thể dục của Ủy ban thể dục thể thao cho bọn họ, định giá 500 ngàn, nhưng hiện tại không trả tiền mà để về sau khấu trừ từ lợi ích mà bọn họ có được ở cảng nước sâu." Thường Tụng ngạc nhiên nói, "Thế chẳng phải là chẳng trả xu nào ư?" "Chẳng lẽ không phải, Bí thư Thường, nếu đổi lại là ông, ông có thể đáp ứng hay không?" Đám đầu tư này căn bản chính là được đằng chân lân đằng đầu, bọn họ nhìn ra tài chính của cảng nước sâu gặp khó khăn, thị lý lại nóng lòng muốn xây cho xong cảng nước sâu, cho nên mới nhân cơ hội đòi thêm lợi ích, đề xuất điều kiện đây căn bản chính là không giữ chữ tín, cũng là khiêu chiến tôn nghiêm của chính phủ." Thường Tụng nói, bí thư Từ đáp ứng ư? Audio điện tử Võ Tấn bền. Trương Dương nói, y nóng lòng muốn giải quyết vấn đề tài chính của cảng nước sâu, đã đáp ứng rồi, nhưng khu đất nhượng lại là thuộc ủy ban thể dục thể thao của tôi, tôi không thể đáp ứng, tôi và thị trưởng cung âm thầm hợp kế, hai người chúng tôi tới tỉnh lý cáo trạng. Thường Tụng không phải người ngoài, cho nên Trương Dương đã nói lại tình hình thực tế cho y hay. Thường tụng không khỏi mỉm cười, không nhìn ra chuyện của Nam Tích thật đúng là rắc rối phức tạp, Trương Dương tới chỗ từ quang nhiên thật sự có thể khiến y đau đầu. Trương Dương nói, chúng tôi sở dĩ tới tỉnh Lý cũng là vì dưới tình huống không có biện pháp nào khác, nhưng Bí Thư Kiều cho rằng chuyện của Nam Tích thì nên do Nam Tích chúng tôi tự mình giải quyết, cũng không muốn can thiệp nhiều làm gì, thị trường cung là người rất có ý tưởng, trên thái độ đối đãi với nhà đầu tư, quan điểm của Y và tôi đều nhất trí, cho rằng vấn đề trên nguyên tắc không thể nhượng bộ, thị trường cung đề xuất có thể liên thủ với Lam Sơn cùng khai phá cảng nước sâu, cùng nhau đầu tư cùng nhau thu lợi. Thường Tụng nói chuyện này không hề được đến bí thư từ đồng ý mà. Trương Dương khinh thường nói Y đương nhiên sẽ không đồng ý rồi, bởi vì hắn Y sợ hợp tác sẽ làm mỏng đi chính tích của mình. Thường Tụng nghiêm mặt lại, Trương Dương, không thể nói về lãnh đạo của cậu như vậy được, có thể là y có suy nghĩ của riêng mình. Trương Dương nói, thị trường cung sau khi từ tỉnh Lý trở về, đề xuất liên hợp với Lam Sơn cùng khai phá với y, ông có biết lúc đó y làm gì không? Lập tức thôi không cho thị trường cung phân quản công tác thể dục thể thao nữa, nhưng không biết chuyện này vì sao lại truyền tới tỉnh Lý, bí thư kiều ra mặt can thiệp, y lúc này mới không cam tâm tình nguyện giao cảng nước sâu cho thị trường cung phụ trách. Thường tụng hiểu rồi, chẳng trách Trương Dương lại nói chuyện này là ý tứ của bí thư kiều, từ tình huống nắm được hiện tại cho thấy, cung kỳ vĩ tiếp nhận quyền chỉ huy của cảng nước sâu khẳng định không phải là mong muốn của từ quang nhiên. Quan hệ cá nhân của Thường Tụng và Từ Quang Nhiên tuy rằng không tồi không tồi nhưng đối với thủ đoạn chính trị của Từ Quang Nhiên thì không hiểu lắm. Từ những gì đã nắm được, đề nghị của Cung Kỳ Vĩ là chú ý đến lợi ích của Nam Tích và Đại Cục Bình Hải hơn. Công trình lớn như cảng nước sâu có tiền cảnh kinh tế tốt đẹp và hồi báo trọng hậu, lợi ích chính trị mà nó mang đến cũng không thể bỏ qua. Có câu Trương Dương nói rất đúng, từ quang nhiên sợ hợp tác sẽ làm mỏng đi chính tích của y, quan trường Trung Quốc trước giờ chính là như vậy. Thường tụng nói, chuyện này rất phức tạp, nếu xử lý không thỏa đáng có thể sẽ tổn hại đến quan hệ tốt đẹp giữa hai thành thị chúng ta. Trương Dương nói, bí thư thường, cá nhân ngài có hy vọng hợp tác xây dựng cảng nước sâu với Nam Tích không? Thường tụng mỉm cười nói, tôi coi như nhìn ra rồi, thằng ôn cậu chính là muốn bước tôi tỏ thái độ. Y gật đầu nói, nếu phía bí thư từ thật sự cần Lam Sơn chúng tôi giúp, thân là thành thị anh em, chúng tôi sẽ tận hết mọi khả năng để giúp Nam Tích. Lập tức lại chuyện đề tài, có điều hiện tại xem ra, Nam Tích chắc có có năng lực tự mình xử lý tốt chuyện này. Trương Dương biết thường tụng có không ít điều cố kỵ, hắn nói bóng nói gió, bí thư thường, thật ra, có một số quan điểm của ông có thể câu thông với tỉnh Lý đấy, dù sao cảng nước sâu không chỉ thuộc Nam Tích, cũng thuộc Bình Hải mà. Thường tụng lập tức hiểu ra, Trương Dương là muốn bảo y giúp thổi gió tới tỉnh Lý, để lãnh đạo tỉnh biết rằng phía Lam Sơn nguyện ý hợp tác khai phá, nhưng Nam Tích không đồng ý, thế này không phải chẳng khác nào đẩy từ quang nhiên vào trong khốn cảnh ư. Thường tụng làm người trước giờ luôn quang minh lỗi lạc, loại thủ đoạn đâm sau lưng người ta này y không làm được, và lại, quan hệ của y và từ quang nhiên cũng không cho phép y làm như vậy. Trương Dương không thể từ miệng của thường tụng có được câu trả lời khẳng định, ít nhiều cũng có chút thất vọng, tối hôm đó hắn và thường hải tâm, Tần Thanh cùng nhau tới thủy thượng nhân gia ở Hồ Thúy Vân ăn cơm. Cơm tối là lão bản tưởng kỳ vĩ của phi tiệp làm chủ, Trương Dương hẹn cung kỳ vĩ, nhưng cung kỳ vĩ buổi chiều bởi vì phía cảng nước sâu có việc phải xử lý cho nên vội vã trở về trước rồi. Người tham dự tiệc tối tối hôm đó còn có Thường Hải Long và vị hôn thê Tiết Yến, hai người đã đính hôn, có điều vẫn chưa định ngày cưới. Ông chủ của thủy thượng nhân gia Bành Quân Tường nghe nói Trương Dương tới, nửa đường cũng chạy tới gã vừa vào cửa đã nói, bữa ăn ngày hôm nay để tôi làm chủ. chương 568, phá đám sau lưng 4. Tưởng kỳ vĩ cười nói, tôi vốn cũng không định làm chủ, chọn nơi này ăn cơm cũng là để ông làm chủ, nhưng đến đây rồi, không thấy ông hiện thân, còn tưởng rằng ông sợ phải trả tiền nên trốn đi rồi. Bành quân tường cười nói, tôi là loại người sao này ư. Chủ nhiệm trương là lão bằng hiếu của tôi, tôi muốn mời mà người ta còn chẳng buồn tới nữa là bữa cơm này muốn ăn gì thì cứ gọi tôi sẽ báo cho phòng bếp để họ làm những món ngon nhất thường hải long kháng nghị nói ông chủ bành ông đã nói vậy thì tôi cũng có chút ý kiến gần đây đồ ăn của thủy thượng nhân ra càng ngày càng kém đi thế này không được đâu bành quân tường cười bồi nói món năm nào mà chẳng có lúc ăn thấy chán gần đây tôi đang suy nghĩ cải tiến đồ ăn tối nay các vị thử nhé nếu không hài lòng tôi sẽ đuổi hết đầu bếp đi Thường Hải Long cười nói, không cần khoa trương như vậy đâu, chỉ là một chút ý kiến nhỏ tôi, ông cũng đừng làm khó người ta. Sau khi Bành Quân Tường rời đi, Tưởng Kỳ Vĩ cũng nói, thức ăn của thủy thượng nhân gia mãi vẫn vậy, thức ăn có ngon đến thế nào thì ăn nhiều cũng vẫn thấy chán. Thường Hải Long nói, đúng vậy, hiện tại làm sinh ý gì cũng khó khăn, công ty lắp đặt thiết bị của chúng tôi cũng vậy, phải nắm chắc phong cách lưu hành đương thời, năm nay là phong cách giản lược, sang năm đổi thành phong cách châu Âu nhưng phía này còn chưa đổi xong thì lại sang phong cách nông thôn, phong cách địa trung hải, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải đi trước người khác. Trương Dương nói, anh không lo kiếm tiền, cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, sinh ý cũng làm không xong. Thường Hải Long làm ăn rất tốt, công ty lắp đặt thiết bị của gã hai năm nay càng làm càng lớn. Thường Hải Long cười nói, đầu năm nay ai cũng hiểm tiền cắn tay, tôi nghe nói anh giao công trình xây dựng trung tâm thể dục mới cho tập đoàn phong dụ của Lương Thành Long, lắp đặt thiết bị bên trong nên giữ lại cho tôi nhé hôm nay cũng không có người ngoài cho nên thường hải long cũng trực tiếp sảng khoái nói ra chuyện này trương dương nói chỉ được có chút tiền anh làm làm gì thường hải long nói tôi không yên tâm người khác nhưng yên tâm anh làm chứ sao không anh nếu dám quyệt nợ tôi theo tới ủy ban thể dục thể thao của anh làm quan để anh lo cơm nước cả đời cho tôi trương dương cười nói đáng tiếc anh là nam nếu là một cô gái xinh đẹp tôi thật sự sẽ nghĩ đến chuyện quyệt nợ. Mọi người đều bật cười. Trương Dương nói, thật ra không cần anh nói, tôi đã sớm nghĩ đến anh rồi, có điều là công trình bộ phận, thực lực của công ty anh sờ sờ ra đó, tôi cũng rất tin tưởng anh, hơn nữa, con người của tôi luôn luôn theo đuổi một nguyên tắc, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài. Tần Thanh không nhịn được cười nói, cậu á, nói thì nghe hay lắm, không sợ người khác nói cậu lấy việc công làm việc tư à. Trương Dương nói, có câu là, Cử Hiền không ngại người thân, nếu thật sự có bản sự thì sợ gì người khác nói." Hắn mỉm cười nhìn Thường Hải Tâm, "Thư ký thường, cô nói xem có phải không?" Thường Hải Tâm nói, "Tôi không biết, anh nói quá thâm ảo, tôi không hiểu." Mọi người lại bật cười. Tần Thanh nói, "Hải Tâm sắp tới thư viện công tác rồi, một lòng muốn chuyên tâm nghiên cứu học vấn, tôi muốn giữ cô ấy lại cũng không được." Trương Dương nói, "Thật vậy ư, đồng chí Thường Hải Tâm, cô trẻ tuổi như vậy" đúng là lúc nên vì đảng và quốc gia mà dâng hiến tuổi trẻ, tới chỗ như thư viện sao có thể thực hiện được giá trị của cô, hay là thế này đi, cô tới Ủy ban Thể dục Thể thao của thành phố Nam Tích đi, tôi đang chủ bị công tác vận hội tình, rất thiếu người, thật đó, nếu cô có thể đến, những văn tự ngoằn nghè như ruột gà ruột vịt đó tôi cũng đỡ phải lo. Thường Hải Tâm nói, tôi vốn là muốn được thanh tịnh, tới chỗ anh chẳng phải là càng thêm loạn ư, tôi không đi đâu. Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi rúng động, Tần Thanh mỉm cười nói, Hải Tâm, không ngại suy nghĩ một chút đi, cô không thích chuyện buồn tẻ trong chính phủ, công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao không tồi dâu, Nam Tích lại gần nhà, cô sau khi đi cũng tránh để người khác nói bí thư thường chiếu cố cô, tới đó tôi cũng yên tâm, có Trương Dương ở đó không ai dám khi dễ cô đâu. Thường Hải Long cũng nói theo, anh thấy đề nghị này không tồi đâu. Hải Tâm, hay là em dứt khoát tới Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích đi, anh sắp tới đó nhận công trình, anh vừa hay có thể giúp chăm sóc em. Thường Hải Tâm nói, thôi em xin, con người anh có thể công tư phân minh một chút không? Cả đám người rất náo nhiệt, giống như Thường Hải Tâm thật sự tới nói vậy. Tối hôm đó bành quân tường đặc biệt dặn dò nhà bếp, nhất định phải tận tâm chuẩn bị cho tốt đồ ăn của bàn này, có chiếu có là khác ngay, đến Thường Hải Long vốn có chút phê bình kín đáo đối với Thủy Thượng Nhân ra cũng không còn gì để nói. Bành quân tường xong việc lại quay lại, trước tiên kính Trương Dương hai chén rượu, từ sau khi gã rút vốn khỏi Giang Thành, cơ hội gặp mặt Trương Dương cũng ít đi. Hiện tại nghe nói sinh ý của Giang Thành được Tô Tiểu Hồng kinh doanh thịnh vượng đến cực điểm, so với lúc gã mở thì khác nhau một trời một vực. Trong lòng có chút cảm khái, nếu lúc trước không rời khỏi Giang Thành, hiện tại chắc hẳn tình huống cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tưởng Kỳ Vĩ và Trương Dương ngẫu nhiên nói đến công ty quảng cáo Hoan Nhan, nhắc tới Hà Trác Thành, bởi vì nề mặt Trương Dương, Tưởng Kỳ Vĩ chiếu cố không ít sinh ý cho Hà Trác Thành. Có điều nhắc tới người này Tưởng Kỳ Vĩ vẫn thở dài nói, công ty quảng cáo của y quá không bất chính, lần trước giúp tôi làm đèn đều không phù hợp với tiêu chuẩn, tiền tôi cũng chuyển cho y, về sau y lại tìm tôi bàn chuyện làm ăn, tôi chỉ giao cho y một số việc nhỏ. Trương Dương có chút xấu hổ, nếu không phải là vì Hà Hâm Nhan, hắn sẽ không giúp Hà Trác thành việc này, Trương Dương nói, y nếu thật sự không làm được thì anh cứ mặc kệ y. Tưởng Kỳ Vĩ cười nói, chuyện nhỏ thôi mà nghiệm thu hiện tại của tôi đối với y cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều, có điều người này không phải là nhân tài làm sinh ý. Trương Dương gật đầu, trong lòng đã quyết định, lần sau gặp Hà Trác Thành nhất định phải gõ cho y một trận. Trước khi kết thúc, Trương Dương lấy ra một tập vé, đây là vé khách mời của cuộc thi đấu bóng đá ngôi sao tổ chức ở sân thể dục Nam Tích. Trương Dương mang theo người không ít, để tiện lấy lòng, Tiết Yến rất thích sự kiện này, bản thân cô ta vốn không thích xem bóng đá, có điều cuộc thi đấu lần này chủ yếu là xem ngôi sao. Rời khỏi thủy thượng nhân ra, Trương Dương chủ động xin đi giết giặc nói, thị trưởng Tần, để tôi đưa chị về. Tần Thanh trách thầm ở trước mặt nhiều người như vậy tính mục đích của hắn quá rõ ràng, thật ra cô ta và anh em thường hải long đi cùng đường, ngồi nhờ xe họ cũng được. Nhưng Trương Dương đã nói như vậy, cô ta cũng không thể giả vờ gì nữa, mỉm cười nói cũng được, thuận tiện tới nhà của tôi đi, tâm sự với cha tôi một chút. Những lời này lại có chút dấu đầu hở đuôi, chuyện giữa Tần Thanh và Trương Dương mọi người đều đã nghe nói tới, nhưng không ai nói thêm gì. Sau khi mọi người chia tay, Tần Thanh lên xe của Trương Dương, đóng cửa xe không khỏi có chút oán trách, đừng ở trước mặt nhiều người nói như vậy. Trương Dương nói, vì sao không thể nói? Con người anh không những có gan nói mà còn có gan làm nữa cơ. Tay hắn thò lên đùi Tần Thanh nhéo một cái, Tần Thanh gắt khẽ một tiếng đánh lên tay hắn, nói anh muốn chết hả, à? không sợ người khác nhìn thấy ư? Chương 569, Thiết Ngọc Trộm Hương 1. Chương đại quan nhân cười nói, đêm trăng tối gió to, không ai thấy đâu. Tần Thanh nói, nói ít thôi, mau lái xe đi, em đã đáp ứng cha sẽ về sớm. Trương Dương nói, vậy còn anh? Tần Thanh cười nói, anh đương nhiên là tới từ đâu thì tự về đó rồi, nếu thật sự không muốn đi thì tùy tiện tìm một nhà trọ nào đó mà ngủ có điều gần đây em bận biểu chuyện của khu khai phá, ngày mai cũng không có thời gian ở cùng anh đâu. Trương Dương nói cái đó, thật sự phải về à, trong lời nói tràn ngập vẻ mất mát. Tần Thanh gật đầu nói, thời gian còn sớm, anh tới nhà em ngồi một lát, cùng nói chuyện với cha em, ông ấy chán sống ở Lam Sơn rồi, đang định về Giang Thành. Trương Dương cười nói, cũng tốt mà. Chuyện Tần Truyền Lương muốn về Giang Thành đã ấp ủ từ lâu, Tần Thanh đối với cha vẫn không yên tâm, dù sao hiện tại Tần Bạch cũng đã tới công trường hiện trường sân bay mới Giang Thành, không thể mỗi ngày đều về nhà, cha sau khi về Giang Thành phải sống một mình. Bản thân ông ta chân tay đi lại không tiện, bên cạnh không có ai chiếu cố thì sao được. Tần Truyền Lương thấy Trương Dương cùng về với Tần Thanh, cũng vô cùng cao hứng, ông ta vừa mới nói chuyện điện thoại với con trai, vui mừng hớ hở nói với Tần Thanh, tiểu Bạch vừa mới gọi điện thoại tới, gần đây công tác không tồi tình tự cũng tốt lắm, cha thấy nó đã từ trong chuyện lần trước khôi phục lại rồi. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu, thật sự là có chút như nó. Tần Thanh đương nhiên biết mục đích mà cha nói những lời này, liền bảo cha, hay là con dành chút thời gian cùng cha về Giang Thành một chuyến, thăm Tiểu Bạch. Tần Truyền Lương lắc đầu, công tác của con bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian rảnh. Tần Thanh nói, cha, nếu tình tự của Tiểu Bạch đã ổn định, cha cứ an tâm ở lại Lam Sơn đi, con đáp ứng cha, đợi Tết âm lịch sang năm sẽ đưa cha về, để cha ở lại Giang Thành một đoạn thời gian. Tần truyền lương tha thiết nhìn Trương Dương, là muốn Trương Dương lên tiếng nói giúp ông ta. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng nói, hay là cứ để chú Tần về đi, chị để chú ấy ở đây, chú ấy luôn lo lắng không an tâm. Tần thanh trợn mắt lườm hắn, nói cha tôi chân tay không tiện, quay về lấy ai ra chiếu cố. Tần truyền lương nói, cha có tay có chân, tự có thể chiếu cố cho mình. Tần Thanh tận tình khuyên bảo, Tiểu Bạch hiện tại đa số thời gian đều ở công trường sân bay mới phong trạch, cha cho dù trở về, cũng không thể mỗi ngày đều nhìn thấy nó. Tần Truyền Lương nói, Tiểu Thanh, cha nói thật nhé, Phó Thị trưởng Lý gần đây mời cha về làm cố vấn văn hóa, cha ở Lam Sơn cũng ở có một mình, con cả ngày đi sớm về muộn, con so với Tiểu Bạch thì kiên cường hơn nhiều, cha tới đây rồi ngay cả một ngày được ngủ yên cũng không có, lúc nào cũng nhớ Tiểu Bạch. Tần Thanh thở dài nói, cha, cha thật đúng là bất công. Trương Dương bật cười ha ha, chú Tần nhớ nhà cũng là rất bình thường, hay là thế này đi, khi nào quay về bảo Tần Bạch thuê một người giúp việc, chiếu cố cho việc ăn uống của chú Tần. Tần Thanh cũng nhìn ra ý nguyện trở về của cha rất kiên quyết, cũng không tiện tiếp tục ngăn cản ông ta, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, có điều cha phải đáp ứng con, đừng có giống như trước đây, làm cố vấn thì chỉ cố vấn, đừng có coi mình như là tuổi trẻ tuổi, ham mê công việc bỏ bê ăn uống. Tần truyền lương nói, con yên tâm đi, gần đây sức khỏe của cha rất tốt, công phu dưỡng sinh mà Trương Dương dạy cho cha, cha mỗi ngày đều tập luyện, cảm thấy so với lúc còn trẻ thì còn khỏe hơn nhiều. Trương Dương cười nói, sức khỏe của chú Tần không có vấn đề gì. Tần Thanh nghe hắn nói như vậy, tất nhiên là tin, y thuật của Trương Dương cô ta biết rõ. Trương Dương và Tần Truyền Lương lại hàn huyên vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Tần Thanh tiến hắn ra cửa, Trương Dương tha thiết nhìn cô ta. Tần Thanh biết trong lòng Trương Dương không nỡ đi, nói khẽ chờ em xong những công việc hiện tại sẽ dành tới gian ở cùng với anh. Trương Dương cười nói, hiểu rồi. Tần Thanh lại nhìn ra phía sau, có chút áy náy nói, em. Trương Dương biết Tần truyền lương ở nhà, Tần Thanh không tiện cùng ra ngoài với mình, hắn cười nói, hiểu rồi, ngày tháng của chúng ta còn dài mà. Tần Thanh mặt đỏ lên, lời nào từ miệng thằng ôn này ra cũng có chút biến vị, cô ta ôn nhu nói, ngủ ngon nhé, ngày mai nếu không phải đi gấp thì em sẽ cố gắng dành thời gian ở với anh. Trương Dương nói, buổi sáng ngày mai phải về rồi, phiếu ủy ban thể dục thể thao cũng có nhiều việc, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Tần Thanh hiểu Trương Dương, hắn tuy rằng nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng đối với công tác rất nghiêm túc, bèn nói khẽ công tác không cần quá liều mạng, nhất định phải chú ý sức khỏe trương dương cười nói những lời này nên là anh nói với em mới đúng tần thanh gật đầu nói em tự biết chiếu cố bản thân mà anh thì chỉ có một mình nói tới đây cô ta bỗng nhiên nhớ tới một việc hải tâm nếu thật sự có thể tới chỗ anh công tác thì tốt trương dương cười ha ha nói nói đùa thôi mà lão gia tử của người ta là bí thư thị ủy lam sơn chẳng lẽ còn lo không có chỗ đến phát huy năng lực tần thanh nói về nghỉ ngơi sớm một chút đi anh cũng mệt mỏi cả một ngày rồi Trương Dương vẫy vẫy tay, đi được một đoạn lại quay người lại, thấy Tần Thanh vẫn còn đang đứng ở cửa nhìn hắn. Tần Thanh không nỡ để Trương Dương cứ vậy mà đi, nhưng xã hội hiện thực lại không cho bọn họ được thoải mái yêu nhau. Nhìn thấy Trương Dương quay người đi, Tần Thanh quyến luyến vẫy vẫy tay, thuận tay đóng cửa lại. Trong lòng buồn bã mất mát, chức quan càng cao, cố kỳ càng nhiều, vốn cho rằng sau khi Trương Dương tới Nam Tích, khoảng cách của bọn họ được kéo gần lại không ít, có thể thường xuyên ở cùng một chỗ nhưng công tác bận rộn đã tốn mất đại bộ phận tinh lực của cô ta, Trương Dương vừa tới Nam Tích, lại phải chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, ngay cả ở cùng với hắn thêm một chút cũng không được. Tần Thanh cảm giác được mình cũng sắp bị công việc bắt cóc rồi, vào những lúc như thế này, Tần Thanh mới hiểu được sự hạnh phúc khi được làm một cô gái bình thường. Trở lại phòng khách, Tần Truyền Lương nấu cháo tổ yến nấm tuyết cho cô ta, Tần Thanh uống một chén, thân thiết nói cha, đã khuya thế này rồi, mau đi nghỉ đi. Tần truyền lương gật đầu nói, đi tắm đi, cha xả nước cho con rồi đấy, tắm rửa sớm một chút rồi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai con còn phải dậy sớm đi làm. Tần thanh dịu dàng cười nói cha, cha nếu về Giang Thành thì sau này ai sẽ nấu bữa ăn khuya cho con đây? Tần truyền lương nói, vậy thì tìm một nhà tốt mà gả cho người ta đi. Tần thanh lắc đầu, cầm bát vào bếp rửa. Tần truyền lương nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, kim lòng không đậu thở dài một tiếng, xem ra con gái lớn rồi thì không theo mình nữa, chuyện tình cảm của chúng thôi thì cứ để chúng tự xử lý. Tần thanh tắm rửa xong liền quay về phòng của mình, có chút mệt mỏi dai dai cổ, nhớ tới bộ dạng lưu luyến không nỡ xa rời trước khi đi của Trương Dương, không khỏi thở dài một hơi, bỗng nhiên có người nhéo một cái lên mông cô ta, tần thanh giật nảy mình, đang định há miệng hét to thì một bàn tay to tướng bịt lấy miệng. Khí thức quen thuộc của Trương Dương bao trùm lấy cô ta, thân hình khôi ngô đè thân thể mềm mại của tần thanh lên tường, mắt của cô ta rất nhanh liền thích ứng với bóng tối, nhìn thấy một một tên đầu đeo tất chân. Tần Thanh nhấc chân đá hắn một cái, hắn sớm đã có phòng bị, đầu gối giơ lên đè lên cặp đùi mềm mại của Tần Thanh, thấp giọng nói thị trưởng Tần, xin lỗi tối nay tôi muốn cướp sắc. Tần Thanh cắn môi cắn môi cố nén để không bật cười, thằng ôn này thật sự là đáng giận đến cực điểm, cô ta hạ giọng nói tôi nếu là thả chết cũng không nghe theo. Trường 569, Thiết Ngọc Trộm Hương 2 Trương đại quan nhân cười hắc hắc nói, vậy tôi sẽ dùng sức. Anh dám ư, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Mắt của tần thanh tràn ngập vẻ khiêu khích nhìn hắn. Tay của Trương Dương rất không an phận vuốt ve cặp mông của tần thanh, bị tần thanh đẩy sang một bên. Trương Dương lại thò tay ra cởi áo tắm của cô ta thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tần Thanh chỉ chỉ vào tủ quần áo, Trương Đại Quan Nhân vội vàng kéo tủ quần áo ra chui vào, tần thanh nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người vừa làm xong thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng của cha mình tiểu thanh ngủ chưa tần thanh nói cha con đã ngủ rồi tần truyền lương thở dài nói tiểu thanh có chuyện cha muốn nói với con tần thanh nhìn nhìn vào tủ quần áo lúc này mới đi ra mở cửa phòng giả vờ bộ dạng ngái ngủ nói cha đã trễ thế này rồi còn có chuyện gì nữa tần truyền lương cũng không vào vòng đứng ở cửa nói tiểu thanh con thấy trương dương thế nào tần thanh hơi ngẩn ra không ngờ cha đã nửa đêm rồi đột nhiên còn nghĩ tới chuyện này cô ta không khỏi cười nói cậu nhỏ đó không tồi con luôn coi cậu ấy như em trai tần truyền lương nói nó đối với con thế nào thì cha nhìn rất rõ còn đối với nó thế nào thì trong lòng cha cũng rõ câu này khiến tần thanh đỏ mặt cô tạo oán trách nói cha nửa đêm nửa hôm cha nói linh tinh gì đó mau đi ngủ đi tần truyền lương nói nữ hài tử lớn rồi dù sao cũng phải tìm một nhà để gả, cha lớn tuổi rồi, không thể nào chờ con cả đời được. Tần Thanh nói cha, cha nếu không yên tâm về con thì đừng về Giang Thành nữa, hay là ở lại Lam Sơn đi. Tần Truyền Lương cười nói, vừa nói mà con đã chối đầy đẩy chuyện chung thân đại sự của con rồi, được rồi, cha không nói nữa. Tần Thanh đóng cửa phòng lại, tay ghé tay lên cửa phòng, xác định cha đi rồi, lúc này mới đi ra mở tủ quần áo, Trương Dương trốn ở bên trong tủ quần áo, đầu vậy đội tất chân, tần thanh nhìn thấy bộ dáng của hắn thật sự vừa giận lại vừa buồn cười, thò tay ra giật cái tất chân xuống, vừa nhìn đã biết đây là tất chân của mình, thằng ôn này nhất định là thừa dịp mình tắm rửa lén lút lẻn vào, không ngờ còn nghĩ ra chiêu đội tất chân. Trương Dương cười cười đi ra, lại bị tần thanh dùng sức đẩy ngã xuống giường, đôi mắt phượng như hổ đói rình mồi nhìn hắn, bàn tay mềm mại thoáng cái đã thay đổi trí của hai người, tần thanh hai tay ôm cổ hắn, nói khẽ to gan thật, không ngờ dám chạy đến chỗ em cướp sắc trương đại quan nhân giả vờ đáng thương thị trưởng tần tha mạng tiểu nhân lần sau không dám nữa phong phạm nữ cường nhân của tần thanh lộ ra hết cả không cho anh một chút giáo huấn anh không biết sự lợi hại của em trương đại quan nhân đáng thương nói chẳng lẽ em cũng muốn cướng bức anh trên mặt tần thanh hiện lên vẻ xấu hổ nhưng đầy quyến rũ anh hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi trương đại quan nhân tuy rằng cương mãnh vô cùng nhưng phó thị trưởng Tần Am hiểu sâu đạo lý lấy nhu thắng cương, hai người ở trong bóng tối lặng lẽ quấn lấy nhau. Vào lúc một giờ sáng, trương đại quan nhân ham muốn chưa tận lại trèo lên người Tần Thanh, hôn hai cái lên mặt cô ta, nói khét ngoan, ngủ cho ngon giấc vào, sáng ngày mai anh mời em đi uống trà. Tần Thanh bị thằng ôn này dày vò cho cả người tê dại, vô lực nói, sớm như vậy đã về à. Trương Dương cười nói, đêm tối gió to, anh vừa hay mượn sự hiểm hộ của bóng đêm để chuồn đi. Tần Thanh gật đầu, đưa tay ra sờ sờ mặt Trương Dương, nói anh thật sự là vất vả quá. Trương Đại Quan Nhân cười khẽ, vì em, không vất vả gì cả, phải làm tạc anh cũng cam tâm tình nguyện. Hắn mặc quần áo vào, đội tất chân lên, đẩy cửa sổ tung người nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Tần Thanh cười cười lắc đầu, đứng dậy đóng cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có một tiếng quát đứng lại mượn ánh đen từ đằng xa thấy hai bảo vệ trực đêm phát hiện có một bóng đen đột nhiên chui ra bóng đen đó chính là trương dương hắn không ngờ đã khuya thế này rồi mà còn có bảo vệ tuần tra buổi đêm thầm kêu xui xẻo chân không dám dừng lại chút nào chạy thật nhanh về phía xa lại có mấy tên bảo vệ nữa vây tới trương đại quan nhân ức chế vô cùng tối nay đúng là gia quân bất lợi không ngờ thâu hương thiết ngọc cũng gặp trở ngại từ xa nghe thấy tiếng chó săn sủa lúc này cách tường vây của tòa nhà còn xa Trương Dương nhìn sang bên phải, chạy nhanh tới đó, đằng không nhảy lên, tay vịn nhẹ lên tường vây. Thân thể đằng không bay vào bên trong. Mấy tên bảo vệ hội họp lại một chỗ, phát hiện bóng đen vừa rồi đã không thấy đâu. Tên bảo vệ phát hiện Trương Dương đầu tiên nói, kỳ quái thật, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một người từ nơi này lướt qua mà. Mấy tên cầm đèn pin chiếu qua cửa phòng, một người trong đó nói là nhà của bí thư thường. Trương Dương thoáng cái đã chui vào trong một gốc cây ở bên cạnh căn nhà, đêm khuya người vắng, tiếng nói chuyện bên ngoài hắn nghe rất rõ, hắn lúc này mới ý thức được mình loạn quạng thế nào lại chạy đúng vào trong vườn nhà thường tục, trong lòng thầm kêu xui xẻo, tối nay nửa đường cướp sắc bị tần truyền lương cắt ngang, từ nhà tần thanh ra lại bị bảo vệ phát hiện, xem ra khi mình ra khỏi cửa quên xem hoàng lịch, chỉ hy vọng mấy tên bảo vệ đó chỉ đuổi đến đây thôi, trăm ngàn lần đừng vào trong nhà tìm kiếm. Ánh đèn pin ở bên ngoài không ngừng lướt qua lướt lại, nghe thấy một giọng nói trầm thấp nói, phải vào xem thế nào, Vạn nhất thật sự có người lẻn vào, gây bất lợi cho gia đình bí thư thường thì phiền lắm. Trương đại quan nhân từ giọng điệu cố làm ra vẻ nghe ra thằng Ôn này là lãnh đạo, hẳn là người cầm đầu của đám bảo vệ này. Con mẹ nó, kẻ làm hỏng việc thường thường chính là loại người này, chức quan thì không lớn nhưng ở trước mặt thủ hạ luôn thích ra vẻ cao thâm. Sân vốn không lớn, Trương Dương cho dù bản sự lớn bằng trời cũng không thể nào thoát khỏi được sự tìm kiếm của họ. Trương Dương đang cân nhắc xem có nên mở một đường máu lao ra khỏi cửa lớn của thường gia hay không, nếu thật sự là vậy thì khẳng định sẽ to chuyện, huống chi, vừa rồi khi mình từ trong nhà tần thanh chạy ra vẫn chưa biết là có phải bị bảo vệ nhìn thấy không, Trương Dương đang cân nhắc thì chuông cửa kêu. Trương Đại Quan Nhân hít sâu một hơi, dán sát vào tường vây của căn nhà, dùng thuật bích hổ du tường nhanh chóng leo lên trên lầu. Mới một giờ sáng đã bị người khác quấy rầy hiển nhiên là chuyện khiến cho người ta không vui, thường Hải Long là người đầu tiên bước ra khỏi nhà, gã kéo cửa lớn, hỏi chuyện gì thế? Mấy tên bảo vệ liền nói chuyện vừa rồi cho gã, Thường Hải Long cũng thấy chuyện có chút nghiêm trọng, mở cửa để đám bảo vệ vào. Trương Dương lúc này đã đi lên tầng 2, hắn lẻn đến sườn bắc của căn nhà, lặng lẽ chui ra ban công, hy vọng đám người này không tìm thấy gì trong vườn sẽ bỏ đi. Đám bảo vệ này cẩn thận tìm kiếm ở trong sân một hồi, Thường Hải Long thì vào trong nhà. Động tĩnh bên ngoài khiến tất cả người trong nhà đều tỉnh, vợ chồng Thường Tụng viên chi thanh cũng từ trên cầu thang đi xuống, có chuyện gì thế? Thường Hải Long nói rõ lại tình huống. Thường tụng nhíu mày, y nói với viên chi thanh, tới chỗ hải tâm xem thế nào. Trương đại quan nhân đang tìm địa điểm thích hợp để ẩn thân, cửa phòng đi thông ra ban công lại mở, thường hải tâm mặc áo ngủ màu trắng đi ra, tối nay thật sự là sợ cái gì thì cái đó đen, cũng may là thường hải tâm, ban công lớn như vậy, căn bản không có chỗ ẩn thân, trương đại quan nhân dậm chân phi vào, Thường Hải Tâm ý thức được có chút không đúng, dõi mắt nhìn liền thấy trong bóng đêm có một nam tử đầu đội tất chân màu đen lao nhanh về phía mình, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vừa định há miệng kêu cứu thì huyệt đạo đã bị Trương Dương chế trụ, đôi môi anh đào hé ra nhưng lại không phát được bất kỳ một thanh âm nào. Trương Dương trước khi Thường Hải Tâm ngã xuống đất liền ôm lấy cô ta, Nguyễn Ngọc Ôn hương ôm vào trong lòng, mắt Thường Hải Tâm trợn lên, lúc này trong lòng kinh hãi đến cực điểm, hận không thể tức khắc chết đi hiện tại mình đã mất năng lực phản kháng chỉ sợ cô ta thậm chí không dám đi nghĩ đến hậu quả kế tiếp nữa trương dương nói khẽ hải tâm là tôi thường hải tâm nghe thấy giọng nói của hắn lập tức nhận ra người này không ngờ là trương dương sự hoảng sợ trong lòng lập tức tan thành mây khói chỉ trong khoảnh khắc tâm tình lại từ địa ngục đến thiên đường hoàn toàn là hai loại cảnh giới bất đồng sự tín nhiệm của cô ta đối với trương dương là vô điều kiện Trương Dương lúc này mới nhớ ra đầu mình còn đội tất chân, thò tay giật tất chân xuống để thường hải tâm nhìn thấy mặt mình, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Viên Chi Thanh ở ngoài cửa nói, hải tâm, hải tâm. Trương Dương ghé vào tai thường hải tâm nói khẽ tôi giải khai huyệt đạo cho cô, nhưng cô đừng có khai tôi ra đấy. Trương Dương giải khai huyệt đạo cho thường hải tâm, thường hải tâm cắn cắn đôi môi anh đào, trên mặt phủ lên một tầng xấu hổ, giọng nói của mẹ ở bên ngoài càng lo lắng hơn, hải tâm, Hải Tâm. Thường Tụng ở bên cạnh nói, "Mau đi lấy chìa khóa đi, xem Hải Tâm có sao không." Trương Đại Quan nhân đầu to như cái đấu, trương Dương dán sát ở sau người thường Hải Tâm, sợ bị nhìn ra sơ hở. Vợ chồng Thường Tụng từ bên ngoài bước vào, Viên Chi Thanh quan tâm hỏi, "Hải Tâm." Chương 569, Thiết Ngọc Trộm Hương 3. Thường Hải Tâm ngáp một cái nói, "Mẹ, chuyện gì thế, quá nửa đêm rồi còn ồn chết đi được, con ngày mai còn phải đi làm đó." lúc nói chuyện, cô ta cảm thấy thân thể của Trương Dương từ phía sau dán sát vào mình, mặt không khỏi nóng bừng, thân thể mềm mại cũng trở nên nóng theo. Trương Dương không dám lên tiếng, còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Thường Hải Tâm có biến hóa, áo ngủ Thường Hải Tâm mỏng dính, hai người lại nằm sát nhau như vậy, Trương Dương rõ ràng cảm giác được da thịt mềm nhẵn non mịn của Thường Hải Tâm. Ý chí của Trương Đại Quan Nhân tuy rằng rất mạnh, nhưng một phương diện nào đó của sinh lý vẫn không chịu khống chế, hắn thầm kêu hôm nay có thể hỏng chuyện rồi. Thường Tụng nói, thật sự không có việc gì chứ? Thường Hải Tâm trước khi cha mẹ muốn bật đèn liền chủ động bật đèn ở đầu giường, có điều ánh sáng rất yếu, làm vậy là để cho cha mẹ không nhìn rõ tình trong phòng, cô ta ngồi dậy, lại giả bộ ngáp một cái, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quá nửa đêm rồi còn không cho con ngủ à? Vợ chồng Thường Tụng nhìn nhìn vào trong phòng, không có bất kỳ điều gì dị thường, bọn họ tất nhiên không nghĩ ra được trong chăn của con gái bảo bối của mình lại giấu một nam nhân. Thường Tụng cười nói, không có gì, mau ngủ đi. Y xoay người bước đi. Viên Chi Thanh lại không lập tức đi ngay, mà lại đi tới cạnh giường, trong lòng Thường Hải Tâm lúc này kinh hoàng không thôi như có con nai đang chạy, nói: "Mẹ, mẹ không đi ngủ à?" Viên Chi Thanh bước đến ngồi xuống mép giường, thò tay ra tắt đèn ở đầu giường. Trương Dương lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường tự sát, từ lúc trùng sinh tới nay, chưa bao giờ gặp phải trường hợp xấu hổ như vậy, đều tại mình đắc ý phong hình khi từ trong nhà tần thanh đi ra rất đắc ý không ngờ lại bại lộ hành tung chuyện này đã nhắc nhở hắn cho dù là thâu hương thiết ngọc cũng nhất định phải thật cẩn thận viên chi thanh ở trong bóng đêm cầm tay con gái nói hải tâm ngủ sớm chút đi may mà vì tối cho nên bà ta không nhìn thấy sắc mặt của con gái thường hải tâm nói khẽ mẹ mẹ cũng về ngủ sớm đi viên chi thanh nói không sao mẹ chờ con ngủ rồi mới lại đi ngủ Trương đại quan nhân trong lòng kêu khổ không thôi, viên chi thanh sao lại nổi lòng mẫu tử vào lúc này, đòi ở lại trong phòng không chịu đi. Thường hải tâm cười nói, mẹ, con không còn là trẻ con nữa rồi, không cần mẹ du ngủ đâu. Viên chi thanh thở dài nói, rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, trước đây khi con còn nhỏ, mỗi tối đều phải cầm tay của mẹ, phải đợi đến lúc con ngủ rồi mẹ mới dám đi. Thường hải tâm đang định lên tiếng thì cảm thấy sau mông mình có thứ gì đó càng lúc càng cứng, trong lòng xấu hổ đến cực điểm, hắn ta không ngờ không những lẻn vào phòng mình mà còn, mà còn. Thường Hải Tâm xấu hổ không dám nghĩ tiếp nữa. Trương Đại Quan Nhân thật ra vẫn luôn cố gắng khống chế bản thân, nhưng dí sát vào cặp mông dụ người của Thường Hải Tâm, nếu không có chút phản ứng nào thì hắn còn là nam nhân ư? Hắn tự thấy phản ứng cũng không tính là quá mạnh, chỉ có chút xíu mà thôi, có điều chút xíu phản ứng này lại phát sinh vào đúng chỗ mấu chốt, khiến cho Thường Hải Tâm cực kỳ mẫn cảm. Viên Chi Thanh vẫn ngồi ở trên giường, Trương Đại Quan Nhân cũng không dám động đậy, nhưng cái không dám động là thân thể, còn cái chỗ mấu chốt đó vẫn vô thanh vô tức tăng trưởng. Thường Hải Tâm cảm thấy được áp lực đến từ phía sau, áp lực này lại chạm đúng vào chỗ bí ẩn của cô ta, cô ta cũng không dám động, sợ hơi có dị động là bị mẹ phát hiện, đồ lót mỏng dính rõ ràng không thể ngăn cản loại cảm giác mà Trương Dương tạo cho cô ta, khiến Thường Hải Tâm cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi là cô ta không ngờ cũng phát sinh phản ứng cô ta cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô ta đang tăng lên từng chút một, hơi nước trong cơ thể tựa hồ bị độ nóng làm cho bốc hơi ra ngoài. Viên Chi Thanh có chút kinh ngạc nói, hải tâm, tay con nóng quá, không phải là sinh bệnh chứ. Bà ta vươn tay ra sờ chán con gái. Thường hải tâm trong lòng thầm trách Trương Dương, nếu như bị mẹ phát hiện Trương Dương ở trên giường mình, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cô ta vội vàng giả vờ bực mình, nói, mẹ, mẹ phiền quá, có định để cho con ngủ không? Viên Chi Thanh sờ sờ Thái Dương con gái, xác định cô ta không có việc gì liền cười nói, được rồi, được rồi, mẹ không làm phiền con nữa, con mau ngủ đi. Lúc này mới đứng dậy đi ra cửa. Trương Dương và Thường Hải Tâm đồng thời thở phào nhẹ nhõm. khi đang chuẩn bị tách ra thì. Viên Chi Thanh vẫn chưa đóng hẳn cửa phòng đã lại đẩy ra, thò nửa người vào, Trương Dương vội vàng dướn về phía trước, Thường Hải Tâm cũng theo bản năng ướn về phía sau, khi hai người cùng hướng về một chỗ, không nghi ngờ gì nữa càng tăng thêm lực va chạm lẫn nhau. Thường Hải Tâm cảm giác được một bộ phận nào đó của Trương Dương Đâm vào cấm khu của mình sau váy ngủ, váy ngủ ma sát vào cái chỗ đó của mình, có chút đau đau, nhưng lại có một loại cảm giác khó có thể hình dung. Trương Đại Quan Nhân thật sự không có ý thiết độc Thường Hải Tâm, nhưng tối nay thật sự là tà cực điểm, mình loạn quạng thế nào lại lên giường của Thường Hải Tâm, hơn nữa hai người lại nằm sát nhau như vậy, càng gay gâu hơn là hắn cảm thấy cái chỗ mà mình tiếp xúc sát sàn sạt với thường hải tâm bắt đầu trở nên ẩm ướt ý niệm đầu tiên của trương dương là mình không ngờ bị xuất tinh sớm nhưng lập tức hắn ý thức được nguyên nhân không phải là ở mình thường hải tâm cắn chặt môi trong đời cô ta chưa từng có cảm giác như vậy trong lòng thẹn thùng đến cực điểm nhưng từ đáy lòng lại có một tia chờ mong khó nói cô ta đối với trương dương không hề có bất kỳ cảm giác bài xích nào cả viên chi thanh nói hải tâm sáng mai con muốn ăn gì tình mẫu tử luôn luôn như biển rộng. Thường hải tâm nói, gì cũng được, mẹ, con mệt lắm rồi. Viên Chi Thanh cười nói, được rồi, được rồi, mẹ biết con nghĩ mẹ thật là phiền phức mà. Lúc này mới từ bên ngoài đóng cửa phòng của Thường Hải Tâm lại. Lần này Thường Hải Tâm không dám lập tức tách Trương Dương ra, Trương Đại Quan Nhân cũng không dám động đậy, nhưng Thường Hải Tâm cảm thấy hắn càng lúc càng dí sát vào mình. Hai người trong bóng đêm vẫn duy trì sự trầm mặc, nhưng không ai có ý định tách ra, rất nhiều khi cảm giác trên sinh lý không lừa được được người ta, bọn họ kề sát nhau như vậy, đều cảm giác rất thoải mái, nhưng lại đều cảm thấy thiếu chút gì đó, thấy ngượng ngùng nhưng lại không nỡ tách ra, con người đúng là một loại động vật mâu thuẫn và dối rắm Đám cảnh vệ ở trong vườn nhà thường tụng tìm kiếm một lượt, phát hiện không có ai khả nghi, thường Hải Long cũng tìm trong nhà một lượt, cũng không phát hiện điều gì dị thường, mất gần 20 phút, đám cảnh vệ mới rời đi, người của thường gia cũng đi ngủ trở lại, tất cả một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Thường hải tâm hơi dướn về phía trước, rời khỏi cái chỗ khiến cô ta xấu hổ không thôi đó. Trương đại quan nhân cảm thấy có chút mất mát, tay vươn lên trước, do dự một thoát rồi hạ xuống người của thường hải tâm, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của thường hải tâm hơi run run. Hô hấp của thường hải tâm trở nên rồn rập, cô ta lại dướn người về phía trước thêm chút nữa, cuối cùng cũng tách ra một khoảng với thân thể của Trương Dương, nhưng khoảng cách này không hề khiến cô ta cảm thấy an toàn trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác mất mát rất kỳ quái trương dương ghéo vài tay cô ta nói khẽ tôi phải đi đây thường hải tâm cắn cắn môi cô ta không nói gì trương đại quan nhân tuy rằng nói phải đi nhưng lại không đứng dậy tay hắn rời khỏi thân thể mềm mại của thường hải tâm lưu luyến không rời tim của trương đại quan nhân không lừa được mình thằng em ở bên dưới cũng không lừa được bản thân nó rất là lưu luyến, đến bây giờ một chút dấu hiệu mềm hóa cũng không có. Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, chờ một lát nữa đã, bọn họ chắc còn chưa đi xa đâu. Những lời này được nói ra một cách gian nan đến cực điểm. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy câu này, trong lòng nhất thời nóng lên, hắn đương nhiên nguyện ý ở trong chăn thơm ngào ngạt của Thường Hải Tâm ở thêm một lát. Có câu hát gì ý nhỉ, kỳ thật không muốn đi, kỳ thật anh muốn ở lại bên em lâu hơn. Trương Đại Quan Nhân chẳng những muốn ở lại, mà còn muốn ở gần hơn một chút, thằng ôn này lại ghé sát vào thường hải tâm hơn, không những như vậy còn vô sỉ nói một câu, tôi hơi lạnh. Cảm giác lại được hắn ghé sát vào thật khó mà hình dung được, nhưng thường hải tâm nhận thức được rõ rằng loại cảm giác này rất thoải mái. Trương Dương tay ôm lấy eo cô ta, không khiến cô sợ chứ. Thường hải tâm lắc đầu, cảm giác được thằng ôn này càng lúc càng dí sát vào người mình, cô ta cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa vi diệu, sợ bị trương dương phát hiện lại muốn rời khỏi hắn xa một chút nhưng trương dương ý thức được ý đồ của cô ta tay vòng ra phía trước đặt tay lên cặp ngực cao vút của cô ta thân thể của thường hải tâm run lên cô ta chộp lấy tay của trương dương trương dương nắm lấy bàn tay của cô ta từng chút từng chút kéo cô ta quay lại thường hải tâm nhắm chặt hai mắt ra sức cắn cánh mũi đáng yêu bởi vì khẩn trương mà phập phồng lúc này vẻ mặt cực kỳ giống sơn dương được đợi làm thịt trương dương hé hé môi trong đầu đột nhiên không biết vì sao nghĩ tới một câu, mình là cán bộ quốc gia, mình là đảng viên cộng sản, Trương Dương à, Trương Dương, lúc khảo nghiệm nguyên tắc đảng tính của mày tới rồi đó. Chương 570, vấp phải trắc trở một. Trương đại quan nhân tuy rằng cố gắng che giấu, nhưng cái bản mặt chó sói của hắn lại bạo lộ ra hết. Thường Hải tâm cắn chặt môi, mắt cũng nhắm chặt, bộ dạng lúc này cực kỳ giống anh Dũng hy sinh đi lên pháp trường vì cách mạng. Trương Dương hết sức ôn nhu gọi một tiếng, "Hải Tâm." Thường Hải Tâm run giọng nói, "Anh đè lên tôi rồi." Kỳ thật đâu phải chỉ là đè, hai người hiện tại chỉ khác nhau một lớp quần áo mỏng dính, phản ứng của đối phương hai bên đều nắm rõ. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm bản thân, "Cầm thú à cầm thú, quân tử không nhân lúc phòng tối, biểu hiện của mình hiện tại nào có giống một cán bộ quốc gia, căn bản chính là một tên dâm tặc hái hoa, nhưng phản ứng trên sinh lý hắn không thể khống chế được." đè lên thần hình êm mại thơm phức của thường hải tâm trương đại quan nhân lúc này giống như tên đã trên dây không thể không phát trong đầu thường hải tâm trống rỗng cô ta biết mình nên cự tuyệt nhưng lời nói cự tuyệt lại không thể nào thoát ra khỏi yệc có lẽ ở sâu trong đáy lòng cô ta căn bản là không muốn cự tuyệt bên ngoài mưa đã tí tách rơi thường hải tâm cảm giác được tay của trương dương đã thò vào bên trong váy ngủ của mình đặt lên ngực cô ta thân hình của thường hải tâm hơi hơi run rẩy một tia ý thức còn lại của cô ta làm ra một chút giấy rụa cuối cùng, anh từ đâu tới? Cô ta hỏi một câu rất vô nghĩa. Trương đại quan nhân cũng ngẩn ra, lời nói của thường hải tâm khiến hắn hơi tỉnh táo lại, hắn vừa mới mới từ trong khuê phòng của tần thanh chuồn ra, lúc này lại đã nằm trên giường của thường hải tâm, bản ý của thường hải tâm là giúp mình, mình lại khinh bạc đối với cô ta như vậy, cái đó. Mình có phải là hơi ti bỉ không? Trương đại quan nhân nghĩ đến đây, dâm niệm không ngờ lại vơi đi một nữa, hắn lặng lẽ rời khỏi người thường hải tâm nằm ở bên cạnh thường hải tâm nhìn thấy thường hải tâm vẫn nhắm mắt trương đại quan nhân nuốt nước bọt một cô gái xinh đẹp như vậy nằm ở bên cạnh mình mình có thể dừng cương trước bờ vực điều này cần ý chí cách mạng kiên cường cỡ nào chứ trương dương nói xin lỗi thường hải tâm nói khẽ không sao nói xong câu đó mặt không khỏi càng đỏ hơn mình đúng là có vấn đề rồi bị hắn chiếm tiện nghi như vậy không ngờ còn nói là không sao trương dương nói trời mưa rồi những lời này càng chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Thường Hải Tâm nói, tôi hơi lạnh, cô ta tối nay không biết bị làm sao nữa, toàn nói sai, câu này giống như cổ vũ Trương Dương mạnh bạo lên một chút. Trương Đại Quan Nhân nhích lại gần bên cạnh Thường Hải Tâm, có điều lần này không có hành động tiết độc nào, chỉ muốn sưởi ấm cho cô ta một chút. Thường Hải Tâm mở mắt, trong bóng tôi cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười, trong nụ cười mang theo một chút xấu hổ, chỉ suýt chút nữa thôi, quan hệ giữa hai người đã bước sang một trang khác. Muộn như vậy rồi anh còn chạy tới đây làm gì?" Thường Hải Tâm nhỏ giọng hỏi. Trương Dương nói, "Chỉ là muốn hỏi xem cô có muốn tới chỗ tôi công tác thôi không." Trương Đại Quan Nhân chỉ thuận miệng nói bừa, có điều hắn không thể nào để lộ chuyện yêu đương vụng trộm với Tần Thanh được. Thường Hải Tâm nói, "Anh có muốn tôi đến không?" Trương Dương gật đầu. Thường Hải Tâm vươn tay ra dùng ngón tay chạm vào mờ u bàn tay của Trương Dương, tôi hơi sợ. Trương Dương nói, tôi còn sợ hơn cô. Thường Hải Tâm hỏi, anh sợ cái gì? Trương Dương nói, tôi không phải là người tốt, tôi sợ tôi hại cô. Thường Hải Tâm nói, thật ra mạng của tôi sớm đã là của anh rồi, tôi hiện tại không sợ gì cả. Trương Đại Quan Nhân trong lòng ấm áp, tình cảm của Thường Hải Tâm đối với hắn vừa nghe là biết ngay. Hắn nói khẽ, vậy tôi coi như cô đã đáp ứng thường hải tâm không nói gì bên ngoài trời mưa càng to hơn trương dương nói ta phải đi đây cảnh vệ chắc đi hết rồi thường hải tâm nói khẽ mưa rất to anh đợi lát nữa rồi hẵng đi cô ta dừng một chút rồi lại nói còn lâu mới đến trời sáng mà trương dương nói vậy tôi nằm đây chợp mắt một lúc cô ngủ đi thường hải tâm lúc này bỗng nhiên nhớ tới cửa phòng vẫn chưa khóa cô ta đứng dậy khóa trái cửa phòng lại rồi quay về giường kéo chăn, nằm cách Trương Dương một khoảng rồi ngủ. Tay Trương Dương vươn ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, thường hải tâm quay người lại, gối lên cánh tay Trương Dương, nằm ở trong lòng hắn, vươn tay ôm Trương Dương, hà. Trương đại quan nhân nói, tôi giúp cô sưởi ấm, giọng nói của thằng ôn này cũng có chút run run, nằm ngủ cùng mỹ nữ, lại phải kiềm chế, thật sự là một loại tra tấn. Hai người nằm vẫn rất gần, nhưng vẫn giữ phòng tuyến cuối cùng, Chủ yếu vẫn là ý chí của Trương Đại Quan Nhân rất kiên trì, chỗ nào đó của thân thể cũng kiên trì. Thường Hải Tâm đối với Trương Dương đúng là yên tâm thật sự, nằm ở trong lòng hắn không ngờ lại thiếp đi. Trương Dương cũng ngủ gà ngủ gật, khi tỉnh lại thì đã là hơn 4 giờ sáng, nhìn tư thế ngủ như hoa hải đường của Thường Hải Tâm. Trong lòng hắn vừa yêu lại vừa sót, lặng lẽ ngồi dậy, lúc này mới cảm thấy được quần ướt sũng một mảng, đúng là lãng phí. Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ mở cửa phòng thông đến ban công. Bên ngoài mưa đông vẫn rơi không ngừng. Trương Dương hít sâu một hơi, một lần nữa đội tất chân lên rồi bay vọt lên không, hạ xuống tường vây, chân phải điểm nhẹ lên tường vây một cái, thân hình giống như chim bay vào trong màn mưa. Trở lại khách sạn, Trương Dương nằm ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là 12 giờ trưa, sau khi tắm rửa thay quần áo mới mở di động, rất nhanh liền nhận được điện thoại của Tần Thanh, Tần Thanh quan tâm rất quan tâm tới chuyện hắn tối hôm qua đi đâu. Lúc đám bảo vệ đó tìm kiếm, Tần Thanh lo lắng đến cực điểm, sợ Trương Dương bị người ta bắt được. Trương Dương cười nói, chỉ bằng đám bảo vệ đó mà đòi bắt anh à, nằm mơ đi. Tần Thanh biết thân thủ của hắn, nhẹ giọng cười nói, "Nhưng em hôm nay nghe nói trong nhà bí thư thường có đạo tặc." Trương đại quan nhân mặt không đỏ, tim không đập nói, "Không liên quan gì tới anh." "Tần Thanh, anh không phải phải về Nam Tích à?" Trương Dương nói, "Thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi đây." tối hôm qua vì thị trường tần mà sức cùng lực kiệt, hôm nay ngủ quên mất. Tần thanh gắt, anh còn nói nữa à, em cũng suýt nữa thì muốn, đến bây giờ xương sống thắt lưng còn ê ẩm đây này. Trương Dương nói, có ăn mặn mới biết thương mèo, trên đời này bất kỳ chuyện gì cũng phải trả giá. Tần Thanh cười nói, lời nào từ miệng anh nói ra cũng biến vi hết. Trương Dương nói, đó là bởi vì em nghĩ quá nhiều. Bên phía Tần Thanh hình như có việc, cô ta nói khẽ, không nói chuyện nữa, Lát nữa lại gọi điện thoại lại cho anh. Nói xong vội vàng gác máy. Trương Dương thu thập hành lý xong, liền nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, xe pick up của hắn giờ này vẫn còn đỗ trong sân của viện gia thuộc thị ủy, sáng sớm nay chỉ lo trốn ra, quên mất cả xe. Khi hắn đang nghĩ xem có nên đi lấy hay không thì Viên Chi Thanh gọi điện thoại tới, Thường Hải Tâm lại bị bệnh, Viên Chi Thanh nghe nói Trương Dương đang ở Lam Sơn, cho nên muốn nhờ hắn tới xem giúp. Trương Dương trong lòng thầm lấy làm lạ, Thường Hải Tâm tối hôm qua vẫn còn bình thường, sao đột nhiên lại bị bệnh, có điều nhớ tới chuyện đêm qua, 89 phần 10 là bị cảm lạnh rồi. Dù sao hắn cũng định tới đó lấy xe, Trương Dương liền đáp ứng. Lại tới thường ra, hình tượng của Trương đại quan nhân lúc này và tối hôm qua đã cách biệt một trời một vực, ngày hôm qua là đội tất chân trèo tường mà vào, hôm nay là áo mũ chỉnh tề từ cửa lớn đi vào. Tối hôm qua làm trộm, hôm nay là làm khách. Viên Chi Thanh nhìn thấy Trương Dương tới, có chút khẩn trương nói: "Hải Tâm bị sốt rất cao, tôi bảo nó tới bệnh viện mà nói không chịu, vừa mới cho nó uống thuốc, nghe nói cậu ở Lam Sơn, cho nên gọi điện thoại cho cậu." Viên Chi Thanh đối với y thuật của Trương Dương gần như tin mù quáng, cho nên mới nhớ tới gọi điện thoại cho hắn. Trương Dương đi theo Viên Chi Thanh lên lầu, hắn đã từng vào phòng của Thường Hải Tâm, nhưng từ cửa chính tiến vào vẫn là lần đầu. Viên Chi Thanh gõ cửa phòng nói, Hải Tâm, Trương Dương tới thăm con. Trương Dương trong lòng thầm buồn cười, cũng không phải là hắn chủ động tới, mà là Viên Chi Thanh gọi hắn tới. Giọng nói của thường Hải Tâm có chút yếu ớt, vào đi. Trương Dương lúc này mới theo Viên Chi Thanh tiến vào, chỉ mấy tiếng không gặp, thường Hải Tâm rõ ràng đã tiểu tụy đi rất nhiều, mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể rất cao. Theo dự đoán của Trương Dương, thường Hải Tâm là vì bị phong hàn, vốn không tính là bệnh nặng gì nhưng thường hải tâm bị phong hàn có quan hệ trực tiếp với trương dương cho nên hắn tự nhiên phải tận hết sức cứu chữa hắn cầm tay thường hải tâm đưa một cỗ nội lực hùng hậu vào trong cơ thể của cô ta chỉ mất một vòng hàn khí trong cơ thể thường hải tâm liền bị dồn ra hết bởi vì viên chi thanh ở bên cạnh trương dương cũng không tiện nói chuyện sau khi chữa bệnh cho cô ta xong chỉ dặn phải nghỉ ngơi nhiều vào đừng để bị cảm lạnh nữa thường hải tâm gật đầu cảm ơn Trương Đại Quan Nhân thầm hổ thẹn, nghĩ thầm cám tạ tôi làm gì. Cô bị cảm lạnh chẳng phải là vì tôi ư? Chương 570, vấp phải chắc trở 2. Viên Chi Thanh đã sai người chuẩn bị cơm trưa, giữ Trương Dương lại ở nhà ăn cơm, Trương Dương vội về Nam Thích cho nên cho nên đành từ chối hảo ý của bà ta, nhưng vừa mới ra cửa liền gặp Thường Tụng, Thường Tụng lại giữ hắn lại, đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu nữa? Ở lại chiều rồi về. Trương Dương không nỡ từ chối hảo ý của y chỉ đành ở lại ăn cơm, viên chi thanh mang ít thức ăn lên cho con gái. Thường tụng gọi Trương Dương vào nhà ngồi, bởi vì buổi chiều Trương Dương còn phải về Nam Tích cho nên cũng không uống rượu. Khi ăn cơm thường tụng hỏi Trương Dương chuyện vận hội tỉnh sắp khai mạc. Trương Dương nói lại chi tiết một lượt với thường tụng. Thường tụng nói có thể mời đến bí thư kiều chay đoạn đầu, cậu đúng là có bản lĩnh. Trương Dương ở trước mặt thường tụng không dám nói dối, hắn cười nói, làm rước đuốc cũng là vì bất đắc dĩ, trọng điểm tài chính của thành phố chúng tôi đặt ở cảng nước sâu, tài chính phía vận hội tỉnh có thể nhận được rất hữu hạn, tôi chỉ đành nghĩ biện pháp khác, hiện tại công trình trung tâm thể dục mới cũng đều cần tiền, tôi tìm bí thư từ muốn xin quyền kinh doanh vận hội tỉnh, về sau liền định dùng tiền kinh doanh được từ vận hội tỉnh để vá những lỗ thủng lớn. Thường Tụng nói, nghe nói cậu bán đấu giá hai bó được đã được hơn 500 vạn. Trương Dương cười nói, xí sí nghiệp bỏ tiền ra mua quyền rước đuốc, những xí sí nghiệp này cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ chi nhiều tiền như vậy, chẳng phải là để chế tạo hiệu ứng quảng cáo ư. Liêu Vĩ Trung thông qua lần bán đấu giá này, danh khí ở toàn bộ Bình Hải đều vang vọng, nhất phẩm cầm loan trước mắt vẫn còn chưa được đưa ra thị trường mà cơ hồ tất cả người hút thuốc đều biết đến tên của nó, nhà máy thuốc lá thành phố Nam Tích từ đó không biết đạt được bao nhiêu lợi nhuận. Thường Tụng nói, người này rất có tầm mất. Trương Dương nói, chuyện bán đấu giá quyền dược đuốc cũng không phải là không bị dị nghị. Hai ngày trước tôi đến Đông Giang, Chủ nhiệm cử của Ủy ban thể dục thể thao tỉnh còn nhằm vào chuyện này tiến hành một lần nói chuyện sâu sắc với tôi. Trương Dương nói nghe rất bình thường, thật ra lúc ấy Cử Thánh Minh đã giao thủ với hắn, bởi vì chuyện quyền rước đuốc mà thiếu chút nữa ra tay đánh Trương Dương. Thường Tụng nói, những chuyện mà cậu làm có thể tính là khơi dòng lịch sử đó. Trương Dương cười nói, dù sao cũng phải có người đi bước đầu tiên, nói trắng ra là tôi thiếu tiền, tôi không làm như vậy, vận hội tỉnh căn bản là không thể tổ chức được bí thư từ không cho tôi tiền, tôi chỉ đành đòi quyền kinh doanh, quyền kinh doanh vận hội tỉnh nếu đã giao cho rồi, tôi sẽ lợi dụng cơ hội lần này kiếm lợi ích một cách nhiều nhất, về sau những lời chê trách nhắm vào tôi khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nếu muốn để cho người khác không nói mình, trừ phi trốn ở nơi nào đó không nói gì. Không làm gì, nói xong Trương Dương lại cảm thán nói, thật ra cho dù tôi muốn bưng bít thì tình thế cũng không cho phép tôi bưng bít, tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích, nếu vận hội tỉnh làm không được, hoặc là làm không thành công, các lãnh đạo khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Tôi hiện tại đã nghĩ thông rồi, dẫu sao thì cũng chết, tôi không bằng cố gắng liều một phen. Thường tụng không ngờ tình huống bên trong thành phố Nam Tích lại phức tạp như vậy, theo như lời Trương Dương và tình huống mà y đã nắm được cho thấy, hiện trạng kinh tế của thành phố Nam Tích không lạc quan, sách lược chính trị của từ Quang Nhiên và Thường tụng khác nhau. Thường tụng là vừa muốn làm kinh tế vừa muốn làm xây dựng, từ Quang Nhiên thì cũng là nắm cả hai, nhưng trên xây dựng thị chính lại nhiệt tình hơn một chút. Thường Tụng là vào lúc biểu diễn cũng đồng thời không ngừng mở rộng sân khấu. Từ Quang Nhiên là dựng sân khấu trước, sau đó mới biểu diễn. Thường Tụng nói: Tôi vẫn luôn đều cho rằng hạng mục cảng nước sâu Nam Tích lên ngựa có chút hơi gấp gáp, tài chính một khi không theo kịp, tổn thất sẽ khó mà lường được. Trương Dương nói: Cho nên thị trường cung lần này mới đặc biệt chạy tới Lam Sơn y hy vọng bí thư thường có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho chúng tôi. Thường tụng ý vị thâm trường nói, than không phải là của tôi, là của người dân Lam Sơn, tôi tặng than cho các cậu, phải trưng cầu sự đồng ý của người dân. Trương Dương cười nói, so với chúng tôi, Lam Sơn là địa chủ, lương thực dư thừa trong nhà rất nhiều, để lương thực dư thừa đóng bụi rồi hỏng, chẳng thà thừa lúc còn tươi mang ra dùng, cảng nước sâu tuyệt đối là hạng mục tốt, hồi báo sau này mang đến là không thể đo lường. Thường Tụng gật đầu nói, đạo lý mà cậu nói tôi hiểu, nhưng Nam Thích và Lam Sơn dù sao cũng là hai thành thị, có một số việc không thể lý tưởng hóa được, phải nghĩ đến nhân tố hiện thực. Trương Dương cũng không định tiếp tục thảo luận với Thường Tụng về vấn đề cảng nước sâu, hắn mỉm cười nói, một vận hội tỉnh đã đủ đẻ tôi bận tối tăm mặt mũi rồi, chuyện cảng nước sâu tôi cũng không dám nhúng tay vào. Thường Tụng ý vị thâm trường nhìn Trương Dương nói, cậu và thị trưởng cùng cùng nhau tới đây, không phải là muốn làm thuyết khách hư. Trương Dương nói, vốn cũng muốn làm thuyết khách, nhưng sau khi nói chuyện với ngài, tôi mới biết rằng, trong lòng ngài đã hiểu hết cả, cho nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Hiệu quả của chuyến đi tới Lam Sơn của cung kỳ vĩ không lớn, y tuy rằng đã thổ lộ ý đồ của mình với thường tụng, nhưng từ phản ứng hiện tại cho thấy, từ quang nhiên giao quyền chỉ huy cảng nước sâu cho y, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện, không những như vậy. Y còn ở sau lưng chọc phá, cung kỳ vĩ quyết định nói chuyện tử tế với từ quang nhiên. Từ quang nhiên vẻ mặt rất bình tĩnh, y đã sớm đoán được cung kỳ vĩ sẽ tìm đến mình. ở mặt ngoài y giao quyền chỉ huy xây dựng cảng nước sâu cho cung kỳ vĩ, nhưng trên thực tế vị bí thư thị ủy là y không vật đầu, cung kỳ vĩ cũng không thể làm được gì. cung kỳ vĩ anh công khai làm ngược lại với tôi, cho rằng có bí thư tỉnh lý kiều chống lưng thì tự cao tự đại, dám công nhiên phủ định phương án chính trị của tôi. hiện tại tôi có anh cơ hội để anh biết cái gì gọi là hiện thực ở trước mặt hiện thực anh sẽ đụng vỡ đầu chảy máu, thất bại thảm hại. Từ quang nhiên không cho rằng mình là lấy việc công báo thủ riêng, Y Thủy Trung cho rằng chính kiến của cung kỳ vĩ từ trên căn bản chính là sai lầm, bỏ qua tập đoàn tinh nguyệt đã bàn đầu tư xong để giao quyền chủ động cho thành thị khác. Điều này trên kinh tế có lẽ có đạo lý nhất định, nhưng xuất phát từ góc độ chính trị, hành vi của cung kỳ vĩ không nghi ngờ gì nữa là ngu xuẩn và buồn cười. Trong thể chế có quy tắc giếng, trên sử dụng quyền lực cũng phải phân biệt rõ ràng, lam sơn và nam thích giống như hai con sông một trong một đục hợp tác trên kinh tế thì có nghĩa là hợp tác trên chính trị y và thường tụng trong lĩnh vực quyền lực sẽ phát sinh nhiều giao tiếp có lẽ sẽ hòa hợp có lẽ sẽ va chạm nảy lửa chính trị vĩnh viễn là một môn học vấn bí hiểm một khi đặt hai người có quyền lực tương đồng ở cùng một chỗ bọn họ khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột trên lợi ích chính trị mà người khác cũng sẽ tự nhiên tiến hành so sánh bọn họ từ quang nhiên rất không thích như vậy cảng nước sâu vốn là chuyện trong phạm vi quyền lực của y, tuy rằng quan hệ cá nhân giữa y và thường tụng không tồi, nhưng cũng không muốn thường tụng nhúng tay vào chuyện này, lại càng không muốn chính thích thuộc về mình bị người khác giành bớt. Từ quang nhiên mỉm cười nhìn cung kỳ vĩ, chỉ chỉ vào cái ghế ở đối diện, đây là y đặc biệt bảo thư ký chuyển tới để có thể nói chuyện mặt đối mặt với cung kỳ vĩ. Sau khi cung kỳ vĩ ngồi xuống, từ quang nhiên nói, lần này tới Lam Sơn thế nào? Cung kỳ vĩ thật thà trả lời, không thuận lợi như trong kỳ vọng, phía Lam Sơn cần suy nghĩ một chút. Từ Quang Nhiên nói, đã sớm nói với anh rồi, ý tưởng tốt, nhưng thực thi lại không phải đơn giản như vậy, chuyện lớn như đầu tư cảng nước sâu, phía Lam Sơn trong ngày một ngày hai cũng không thể đưa ra phản ứng được, kỳ vĩ à, phải nhẫn nại thêm một chút. Cung kỳ vĩ nhận thấy được ý vị hạnh tai nhạc hoa trong lời nói của Từ Quang Nhiên, y có thể lý giải được sự không vui của Từ Quang Nhiên đối với y, dù sao trên vấn đề đầu tư của cảng nước sâu, ý kiến của y và vị bí thư thị ủy này không nhất trí, thân là một cấp dưới mà để quan hệ với lãnh đạo căng thẳng, đối với bản thân y, đối với xây dựng cảng nước sâu đều không phải là chuyện tốt. Cùng kỳ vĩ Nonis, bí thư từ, quan hệ của ngài và bí thư thường của Lam Sơn rất tốt, chuyện liên hợp xây dựng khai phá cảng nước sâu. Để ngài và bí thư thường trao đổi sẽ dễ dàng hơn. Từ quang nhiên nói, kỳ vĩ, anh có suy nghĩ của riêng anh, tôi có thể cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là tôi từ bỏ suy nghĩ của mình mà phục tùng anh cung kỳ vĩ lúng túng nói bí thư từ ngài là lãnh đạo của tôi sao có thể phục tùng tôi được tôi chỉ là muốn mau chóng giải quyết vấn đề tài chính của cảng nước sâu thôi từ quang nhiên nói vốn đã được giải quyết rồi nhưng anh lại cứ cho rằng trong quá trình giải quyết tài chính bị mất mặt tìm lam sơn để liên hợp khai phá anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến à nhưng anh có biết không Hợp tác với nhà đầu tư chỉ là vấn đề trên kinh tế, nhưng hợp tác với Lam Sơn lại liên quan tới cả hai mặt kinh tế và chính trị, rốt cuộc cái nào phức tạp hơn? Tôi biết anh vừa mới được phân quản cảng nước sâu, muốn làm ra thành tích để chứng minh mình, đây cũng là chuyện thường tình của con người, tôi có thể hiểu được, nhưng để chứng minh mình, không cần thiết phải lập dị, phải nghĩ đến đến đại cục, phải nghĩ đến lợi ích chỉnh thể của thành phố Nam Tích, cái gì là hạt vừng, cái gì là dưa hấu phải phân biệt cho rõ ràng. Từ quang nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ bề trên, y không chút khách khí giáo huấn cung kỳ vĩ. chương 570, vấp phải chắc trở ba. Cung kỳ vĩ nói, bí thư từ, tôi không cho rằng đề nghị của tôi là lập dị, cũng không cho rằng khu đất sân thể dục đó là hạt vừng, tầm quan trọng của khu đất. Tôi trong cuộc họp thường ủy đã nói qua rồi, hiện tại không cần thiết phải nói rõ hơn nữa, tất cả những gì mà tôi hiện tại đang làm, tôi có thể cam đoan không có một chút tạp niệm tư tâm nào ở bên trong, nếu tôi trong chuyện này mưu cầu bất kỳ sự tư lợi nào, một khi thẩm tra, bí thư từ có thể miễn trừ tất cả chức vụ của tôi. Sự cứng rắn của cung kỳ vĩ đã khơi dậy cơn tức của từ quang nhiên, y tức giận nói, những lời quan miệng đường hoàng ai cũng biết nói cả, nhưng nói có lớn hơn nữa, cảm giác tạo cho người ta có đúng lý hợp tình hơn nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề tài chính của cảng nước sâu. Anh ở trước mặt tất cả thường ủy phủ định đầu tư của tinh nguyệt, cũng đạt được không ít ủng hộ, tôi cũng rất ủng hộ anh, nếu có thể có lựa chọn tốt hơn, tôi đương nhiên nguyện ý vứt bỏ tập đoàn Tinh Nguyệt, cũng không không muốn tiếp nhận điều kiện hà khắc của bọn họ. Nhưng quan điểm của anh chính là liên hợp với Lam Sơn, anh đã đi tới Lam Sơn, kết quả như thế nào? Hiện thực và lý tưởng thường thường tồn tại chênh lệch rất lớn, đồng chí Kỳ Vĩ, công trình cảng nước sâu như tên đã lên dây, chúng ta không thể trì hoãn được, đình công một ngày, tổn thất không thể tính toán, một sự nhượng bộ nho nhỏ đối với tập đoàn Tinh Nguyệt thì tính là gì? Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Từ, phía Lam Sơn do dự là bởi vì bọn họ cho rằng nội bộ thành phố Nam Tích chúng ta không hề đạt được nhất trí." Từ Quang Nhiên nói: "Cái gì gọi là không nhất trí? Lam Sơn không đáp ứng hợp tác chẳng lẽ là trách nhiệm của tôi ư?" Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Từ, tôi không có ý này, nếu đề nghị này của tôi ngay cả trong nội bộ của chúng ta cũng không thuyết phục được thì sao có thể thuyết phục được lãnh đạo thành phố Lam Sơn?" Từ quang nhiên gật đầu nói, anh cuối cùng cũng hiểu được chỗ mấu chốt rồi đấy, anh vì sao không thuyết phục được các đồng chí trong nội bộ chúng ta không? Là vì đề nghị của anh bản thân tồn tại vấn đề. Cung kỳ vĩ nói, bí thư từ, tôi hy vọng trong vấn đề cảng nước sâu, ngài có thể bình tĩnh suy xét một chút xem làm thế nào mới có thể duy hộ được lợi ích lớn nhất của nam tích chúng ta. Từ quang nhiên tức giận nói, anh là nói tôi đang làm tổn hại lợi ích của nam tích chứ. Cung kỳ vĩ, hiện tại người được phân quản công trình cảng nước sâu là anh tôi giao quyền chỉ huy cho anh tôi cũng không định can thiệp vào chuyện của anh anh lời thề son sắt rằng phải làm tốt cảng nước sâu mà khi anh phát hiện ý nghĩ của mình trong hiện thực không thể thực hiện được thì lại tìm tới tôi tôi là bí thư thị ủy thành phố nam thích việc mà tôi phải lo rất nhiều không chỉ có một cảng nước sâu thôi đâu tôi nói rõ cho anh biết cái mà tôi cần là kết quả bất kể anh dùng thủ đoạn gì tôi chỉ muốn thấy anh mau chóng giải quyết vấn đề tài chính đang làm khốn nhiễu cảng nước sâu, tôi chỉ muốn thấy cảng nước sâu sớm ngày được xây xong, anh nếu đã được phân quản cảng nước sâu thì phải gánh vác tất cả trách nhiệm tương quan, anh có hiểu hay không? Cung kỳ vĩ lặng lặng nhìn từ quang nhiên, y từ trong sự kích động và phẫn nộ vừa rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, lòng dạ của từ quang nhiên so với trong tưởng tượng của y thì còn hẹp hòi hơn nhiều, trên vấn đề cảng nước sâu đã làm lộ ra hết sự hẹp hòi và ích kỷ của y. Cung kỳ vĩ vốn cho rằng làm tới cấp bậc này của từ quang nhiên thì phải phân rõ công tư, nhưng y hiện tại mới phát hiện, mình lầm rồi, y hôm nay căn bản là không nên tới tìm từ quang nhiên. Từ quang nhiên nói không sai, giao quyền lực cho y, y phải gánh vác tất cả trách nhiệm tương quan của cảng nước sâu, từ quang nhiên không cần phải giúp y. Cung kỳ vĩ yên lặng đứng lên, nói khẽ tôi đi đây, bí thư từ, trước khi vấn đề tài chính của cảng nước sâu chưa được giải quyết, tôi sẽ không đến gặp ngài nữa. Đồng tử của từ quang nhiên chợt co rút lại, những lời này của cung kỳ vĩ tràn ngập ý tứ quân lệnh trạng, trong đây hình như còn tràn ngập sự khiêu chiến đối với y, trước đây mình sao không phát hiện hắn có gan lớn như vậy. Rời khỏi văn phòng của Từ Quang Nhiên, Cung Kỳ Vĩ vừa đi vừa do dự mà, vốn y còn định đi tới chỗ thị trưởng Hạ Bá Đạt nói chuyện, nhưng nghĩ tới thái độ ba phải của Hạ Bá Đạt, Cung Kỳ Vĩ cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, Hạ Bá Đạt làm quan từ trên căn bản chính là chơi chính trị, là một cao thủ lý luận chính trị chứ tuyệt đối không phải là một người làm việc thực sự. Khi đi qua cửa bộ môn tổ chức gặp tổ chức bộ trưởng hà anh bồi vừa từ bên ngoài đi về đầu óc của cung kỳ vĩ hiện tại rất loạn không ngờ lại không để ý tới sự xuất hiện của hà anh bồi hà anh bồi nói tiểu cung cung kỳ vĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu lên nhìn thấy hà anh bồi vội vàng chào chào bộ trưởng hà hà anh bồi vẻ mặt tươi cười nói tiểu cung à vào văn phòng của tôi ngồi một chút cung kỳ vĩ ngây ra một thoáng bộ trưởng tổ chức đã lên tiếng không đi đương nhiên là không được Y đi theo Hà Anh Bồi vào văn phòng. Hà Anh Bồi nói: Vấn đề chính ban của Trương Dương đã được giải quyết. Chuyện này tôi còn tôi còn chưa kịp thông chi cho cậu ấy. Cậu ấy là bộ hạ cũ của cậu, hay là cậu báo với cậu ấy một tiếng nhé. Cung Kỳ Vĩ cười nói: Chuyện của bộ tổ chức tôi cũng không tiện làm thay. Hà Anh Bồi cảm thán nói: Còn trẻ như vậy đã là chính ban, thật sự là tiền đồ vô lượng. Cung Kỳ Vĩ nói: Trương Dương quả thực là rất có năng lực loại cán bộ trẻ tuổi có năng lực có nhiệt tình này nên được tin dùng. Hạ Anh bồi mỉm cười nhìn Cung Kỳ Vĩ, cậu cũng rất trẻ tuổi, cũng có năng lực có nhiệt tình. Cung Kỳ Vĩ cười nói, không dám nhận, tôi đã hơn 40 tuổi rồi, không còn bao nhiêu không gian để đề thăng nữa. Hạ Anh bồi nói, khiêm tốn qua đó, trên chính trị hơn 40 là tuổi Hoàng Kim, không gian đề thăng rất lớn. Cung Kỳ Vĩ nói, tỉnh trưởng tống cùng tuổi với tôi, người ta giờ đã là cán bộ cấp chính bộ rồi. Hạ Anh bồi nói, nhìn khắp trong nước, nhân vật như tỉnh trưởng tống liệu có được mấy ai. Kỳ vĩ à, muốn ở trên chính trị đạt được bước nhảy vọt lớn, phải có chính tích kiên cố làm cơ sở, trước mắt cảng nước sâu đối với cậu mà nói chính là một cơ hội tuyệt hảo đó. Hạ Anh bồi làm công tác tổ chức nhiều năm, biến hóa vi diệu của thành phố Nam Tích gần đây đã khiến y ý, ý thức được, chính đàn Nam Tích có thể sẽ gặp phải một hồi kịch biến, kỳ binh cung kỳ vĩ hiện ra cũng không phải là ngẫu nhiên đủ loại dấu hiệu cho thấy Y đã chiếm được sự yêu ái của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Công trình cảng nước sâu rất có thể là một lần khảo nghiệm của Kiều Trấn Lương đối với Y. Nếu cung kỳ vĩ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, thông qua lần khảo nghiệm này, như vậy con đường chính trị của Y về sau tất nhiên sáng lạn vô hạn. Cung kỳ vĩ nói, tôi chưa từng nghĩ mình tương lai phải làm đến cấp bậc gì, chỉ muốn hiện tại trên vị trí hiện tại thật thà làm chút chuyện tốt cho Nam Tích, nói ra thật xấu hổ, phó thị trưởng như tôi đây còn chưa làm được gì cho người dân Nam Tích cả. Hà Anh Bồi nói, nếu mỗi một cán bộ đều muốn làm chút chuyện tốt cho người dân, không phải cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể thăng quan, như vậy đội ngũ cán bộ của chúng ta sẽ thuần khiết hơn nhiều, cải cách mở cửa của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Cung Kỳ Vĩ cười nói, mặc kệ người khác, trước tiên quản tốt bản thân, nếu mỗi người tự quản tốt bản thân mình, đội ngũ tự nhiên sẽ thuần khiết hạ anh bồi cười nói cậu tới lam sơn nói chuyện hợp tác kết quả thế nào cung kỳ vĩ lắc đầu nhắc tới chuyện này trên mặt y lại buồn bã cung kỳ vĩ nói tôi tin chính phủ thành phố lam sơn đối với cảng nước sâu là có hứng thú nhưng tôi đối với bọn họ mà nói thì phân lượng có chút không đủ bọn họ cho rằng tôi không đại biểu được ban lãnh đạo nam tích tỏ vẻ hoài nghi đối với thành ý hợp tác của chúng ta hạ anh bồi thở dài nói thật ra người thích hợp nhất để đề xuất hợp tác không phải là cậu y không hề nói rõ ra nhưng trong lòng thì hiểu rằng bí thư thị ủy từ quang nhiên mới là người thích hợp nhất để tới lam sơn nói chuyện hợp tác khai phá xây dựng cảng nước sâu chỉ có y mới có thể đại biểu cho toàn bộ ban lãnh đạo thành phố nam tích cũng chỉ có như vậy mới có thể xóa tan được sự lo lắng của phía lam sơn nhưng từ quang nhiên vẫn mang thái độ phản đối đối với chuyện hai tòa thành thị hợp tác khai phá cảng nước sâu y sao có thể tự mình đi làm chuyện này Trương Dương trở lại Ủy ban Thể dục Thể thao thì phát hiện trong sân có một chiếc xe Bentley đang đỗ. Trương Đại Quan Nhân cực ít khi thấy một chiếc xe ô tô nào xa hoa như vậy, không nhịn được đứng ngắm nghía một lúc, biển ô tô là biển quân dụng, xem ra thân phận của chủ xe nhất định rất không tầm thường, lại không biết là nhân vật trọng yếu nào tới Ủy ban Thể dục Thể thao. Khi Trương Dương đang suy xét thì Phó Trường Trinh đi tới, cười nói chủ nhiệm Trương, ngài đã về rồi à? Trương Dương gật đầu nói, xe của ai thế? trông khệnh quá nhỉ. Phó Trường Trinh nói khẽ của Hà Trường An, Hà Tiên Sinh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 570.